Mời bạn nam. Thôi với bạn. Mời bạn nữ. Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Minh Hải, em 28 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh và quê quán ở Bình Định. Bây giờ đang sống ở đâu? Dạ, em đang sống ở Gò Vấp anh. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Thì em là Nguyễn Thị Kim Hạ, năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu. Vậy là hai bạn bằng tuổi nhau ha, 28 tuổi. Nhưng trước khi mình nói về vấn đề tình yêu hiện tại thì chúng ta nói chút xíu về tình trường của mình đi. Em có hai mối tình anh. Dạ, mối tình thứ hai thì chia tay cách đây được 1 năm anh. Quen nhau bao năm mà chia tay 1 năm quen rồi? Quen nhau được 3 năm anh. Lý do gì mình chia tay? Hồi xưa thì em làm ở Hoa Sen á, thì em làm ở tỉnh không, chị nói ở tỉnh. Thì sao mà cách lòng á, chứ 1 tháng mới về 1 lần à. Nên cảm thấy nó xa, xong rồi hai người nó... Xa luôn đúng không? Dạ, xa luôn. Bạn nữ thì sao? Em thì chính thức chưa trải qua mối tình nào hết. Hả? Và thì vẫn có thích sơ sơ thôi, chứ còn nếu mà thực tế chính thức thì chưa có mối tình nào hết. Em có thấy hiểu nguyên nhân tại sao không? Chắc là tại em khó tính quá. Bây giờ em đã muốn lập gia đình chưa? Phù hợp thì tiến tới thôi. Ừ, nếu như vậy thì mình phải bớt khó tính một chút xíu. Bây giờ là bên đây nghe bên kia nói là chưa có người yêu là bên đây cười tươi nãy giờ. Cười tươi đúng không? Rồi, những ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em tự nhận thấy cái ưu điểm lớn nhất của mình á là về nữ công gia chánh, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tất cả mọi thứ. Bản thân em thì sống rất là chân thành, không có kiểu mà dối trá hay là cái kiểu sống nịnh nọt, không có kiểu ép buộc bản thân là không thích nhưng mà có mặt cười hay là như thế nào đó. Đã làm không được đúng không? Dạ, đúng rồi. Thẳng thắn có sao là tính nói vậy. Khuyết điểm của mình là gì? 10 người gặp thì 10 người đều nói là khó tính. Thì em khó là em khó cỡ nào? Trong công việc thì làm thì phải bắt buộc là phải hoàn hảo, hoặc là trong cuộc sống cũng vậy, nhìn chỗ ở hay là chỗ làm việc của mình thì phải ngăn nắp gọn gàng, hay là em thấy ai bừa bộn em cứ nói thôi. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống đôi lúc đâu phải cái gì nó cũng phải chỉnh chu đâu em, nó không có cái gì là tuyệt đối, nó chỉ là cái mức tương đối thôi. Dễ dễ tính chút xíu đi nha, chứ thôi là giống chị luôn, ráng chịu à, chị cũng khó tính lắm. Bạn nam nãy giờ mình cứ nghe bạn nữ là khó tính không à, thì em có cảm nhận gì không? Sao nãy giờ cảm nhận sao mà cười hoài vậy? Thấy bạn nữ khó tính quá thì chắc thì cũng hơi sợ sao? Nếu mà ví dụ như mai mốt có gì có thể là giảm bớt cái khó tính chút xíu cũng được. Nãy giờ bạn kia nói là cái ưu điểm khuyết điểm rồi, còn bạn thì ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Hay nhút nhát trong tình yêu và cũng hơi nóng tính chút xíu. Nhút nhát mà nóng tính nữa. Thôi bây giờ hôm nay mình muốn tìm người bạn gái thế nào? Như tóc dài. Có dài. Chân dài không? Chân dài cũng được anh, mà khoảng ví dụ như khoảng 1m5 trở lên là được anh. Chân dài người ta 1m7 trở lên, chân dài gì mà 1m5. Cái đó là chân mém dài. Nhỏ nhỏ xinh xắn. Có mẫu người lý tưởng không? Giống như là Mỹ Tâm thôi. Thôi được rồi, để coi kia giống Mỹ Tâm không nha. Còn bạn em thì sao? Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thì phải cao, khoảng từ 1m6 trở lên. Bề ngoài thì nhìn phải chỉnh chu một xíu. Nói chung là không cần ăn mặc hàng hiệu, nhưng mà phải sạch sẽ gọn gàng. Rồi, biết em khó tính mà. Công việc thì phải ổn định, không có liên quan đến những công việc mà đi quá nhiều. Bạn bên kia là mình ổn định không? Có hay đi công tác xa không bạn? Xưa giờ có đi công tác, giờ hết đi công tác rồi chị. Giờ nghỉ việc rồi đâu đi đâu mà ổn định. Rồi gì nữa không em? Tính cách thì vui vẻ, hòa đồng một xíu, chững chạc, không có kiểu mà giống như con nít bây giờ thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Uống rượu bia hay là hút thuốc quá nhiều. Anh kia có rượu bia nhiều không? Khoảng 6-7 chai vậy. Ít quá ha. Rồi bây giờ có cái gì không thích ở người bạn trai nữa không? Phải tôn trọng người khác, phải lắng nghe những gì người ta nói rồi mình mới có ý kiến. Và đặc biệt là người đó phải có chính kiến, không có kiểu sống mà giống như ai nói gì thì nên lấy. Phải đó. Dạ đúng rồi. Ăn mặc thì không màu sắc quá sặc sỡ. Khó quá vậy, hồi nãy mới kêu chỉnh chu gọn gàng là được. Nhưng rồi. Nhưng mà màu sắc sặc sỡ. Thời khó tính đấy cô gái. Miễn đẹp thôi chứ. Trời ơi, bữa nay tôi đỏ, tôi chìm muốn chết luôn mà. Chị khác còn. Dạ cho chị. Rồi, chào em. Ủa nãy giờ nghe cô này cũng khó quá trời vậy mà cũng cứ cười thôi. À cười suốt rồi đó. Sao, bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, cũng muốn rồi chị. Rồi giờ lấy vợ về có làm dâu không em? Hay chồng mình lập nghiệp mình sống ở đâu? Sống ở thành phố chị. Còn nhiều Tết hay là lễ gì mình về có thể về quê làm dâu cũng được. Có cái điều gì mà em đặc biệt em không thích, em tối kỵ ở bạn nữ không? Ví dụ như bạn nữ thì đừng có nhậu nhẹt gì. Trời ơi. Có đâu, bên này người ta ghét đàn ông nhậu gái nhẹt. Gái đầu nhậu. Có đâu. Ghen thì đừng có ghen quá chị. Ví dụ như em làm sale nhiều khi cũng đi tiếp xúc khách hàng chị, thì cũng đừng có ghen mà đừng có ghen nhiều quá được. Em có cái gì bậy bạ không? Dạ không chị.
Có thích dòm gái đẹp rồi, có thích cua người này ghẹo người kia không? Không chị, hồi xưa có giờ hết rồi chị. À, cao mét mấy? Mít 68 chị. Thôi vậy cũng được rồi, cặp này cũng hợp đó. Ô, chào em gái, xinh đẹp thế này mà sẽ khó như vậy. Em nói khó vậy thôi chứ thật ra cũng không khó lắm. Thích trai hơn gái? Trai gái gì đều được hết. Gì dễ, được rồi. Đó quan trọng bên phía nhà trai thôi, chứ còn bên gái thì em chả có đúng quan trọng rồi. Để hỏi anh coi, anh có yêu cầu gì không nha? Em thích trai hơn gái? Trai gái đều được anh. À, được rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em có đi với ai không? À, hôm nay em đi cùng với anh trai. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, và chào tất cả khán giả trong phòng trường quay hôm nay. Chào em. Dạ, dạ. À, anh cũng thấy em thì cũng tính cũng thấy vui vẻ. Như hai đứa cưới nhau về thì em đừng có bắt em của anh làm dâu mà về mẹ chồng quá khó. Do giữa nhà anh thì cha mẹ anh nó dễ. Đừng ăn nhậu quá nhiều, cũng đừng đi qua đêm. Đối với em của anh thì nó khó, nói khó chứ mà nó hiền. Thì em cũng dù em cũng hứa với anh là dù như nhậu thì em cứ nhậu khoảng 6 cái chai rồi. Thì 6 cái chai thì cũng được thôi, chứ mà đừng có đi quá trớn, đừng có đi tầng 2, tầng 3, đừng có đi qua đêm mà được rồi. Dạ, thì em cũng nhậu xong rồi cũng về nhà, anh có không có đi đâu tầng 2, tầng 3 bài bạ nhiều anh. Nói vậy thôi, với lúc mình nói thì mình nói sao cũng được. Mình có đi cũng đâu có ai biết đâu. Không, anh trai nó chân thành hứa vậy được rồi đó. Rồi, cảm ơn anh. Trai đi với ai? Dạ, em đi với anh trai anh. Vậy khỏe hai của hai anh hai bên. Hai anh nói chuyện nè. Xin chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường ạ. Và chào các vị khán giả trên trường quay ạ. Cái lúc đó chưa biết anh là anh của bên đàn trai. Khi cái anh bên nhà gái anh yêu cầu mà đi nhậu mà không đi qua đêm mà bên này trả lời là nhậu có 6-7 chai, anh cười, anh khoái chí, anh cười dữ lắm, là anh cười đó, ý gì vậy anh? Anh dòn em nói thiệt quá chị ơi. Nói 6 chai nhưng mà mình nhỏ nhậu con chai thôi, hai chai thôi chứ. À, mình phải nhẹm bớt đúng không? Thiệt tình quá, bậy ghê luôn. Rồi, anh thấy anh nhận dòn tương lai thế nào? Chung cho anh hỏi là quán Ngãi mà ở huyện nào với em? Dạ, em ở huyện Đức Phổ. Đức Phổ em. Đức Phổ với là nói nếu là gần luôn á. Chung anh Bình Định nha, Bồng Sơn Tam Quan qua khỏi đèo Bình Đê là tới Sao Quỳnh là tới Đức Phổ luôn đó. Nói chung là có cách nhau là khoảng là mấy chục cây thôi. Dạ. Anh bên kia, anh của em cũng hỏi là có làm dâu không, mà yên tâm đi. Chung gia đình anh không làm dâu. Dạ, người ta nói là quyền huynh thế phụ. Bây giờ đây có hai ông anh đây, coi như là thế cha đi ha. Giờ hai bên đàn trai đàn gái mình nói chuyện nhau vài câu. Rồi tới bắt tay nhau các ơi. Cũng người ở miền Trung mình cũng hay khó tính lắm. Em sợ là về sau khó tính với em gái em quá. Em cũng không ưng vậy. Chung anh an tâm đi. Chung anh đang nhiêu tuổi rồi? Dạ mới có 36 tuổi. 36 tuổi anh lớn em rồi đó. Chúc mừng hai. Bây giờ có dịp thì nào có đám cưới rồi hai anh em mình nhậu. Rủ nhậu đi. Chúng ta kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt đi nào. Lần đầu tiên gặp anh thì em có cảm nhận thế nào? Nói chung là em thấy anh cũng được. Thật ra thì em cũng không có đến mức khó tính gì lắm, nhưng mà trong cuộc sống là có những cái điều mà cần phải biết quan tâm chia sẻ với nhau. Ví dụ khi mà đi chơi hay là đi đâu thì phải nói cho người nhà một tiếng để người ta biết được là mình đang ở đâu, để người ta không phải lo lắng thôi, chứ cũng không phải là em kiểm soát hết. À, cái đó thì anh làm được. Thì em làm cái chắc giờ hành chính là Tú có làm thêm gì nữa không? Em làm giờ hành chính, nhưng thật ra công việc thì nó cũng khá nhiều cho nên hay về trễ. Em trai thấy bạn gái thế nào nãy giờ ngồi nghe cười hoài đó, giờ cảm nhận đi. Bạn nữ thì giờ cũng được, nhưng mà em thấy nói chuyện cũng đâu có khó tính gì lắm thôi. Nói chung là nói với hành động nó không giống nhau chứ. Cười hoài vậy thôi, hát bài hay gì tặng bạn gái ngày đầu tiên gặp mặt đi, ông cười riết gì? Lần đầu tiên gặp bạn gái em xin hát bài tặng bạn gái, bài Về Quê Ngoại. Rồi Về Quê Ngoại, dắt về quê nội, Về Quê Ngoại chi trời. Anh xin mời em đi về quê ngồi một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bồi ngồi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Bạn gái có hát đáp lại không? Em hát thì cũng được nhưng mà không có được hay cho lắm. Thì em cũng gửi tặng mọi người bài Tình Thấm Như Quê. Hợp quá. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trong tre đùa xóm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Rồi được rồi ha, bây giờ mình nói chút xíu về tương lai đi bạn. Hai đứa hẹn hò được thì có thể là cuối năm hoặc là sang năm mình. Sang năm, bởi vì hai đứa cơ chắc cũng lớn tuổi rồi. Ba thì em cũng chưa nghĩ mình lớn tuổi lắm. Có thể tìm hiểu nhau trong khoảng thời gian 6 tháng đến 1 năm, hoặc có thể hơn tùy. Thì với lại
dự định là sẽ lập nghiệp ở trong thành phố, bởi vì thực tế về quê thì cũng không có điều kiện để phát triển cho lắm. Thì anh cũng định ví dụ như là mình lập nghiệp ở thành phố luôn, còn ví dụ như lễ Tết gì mình mới về quê mình mới thăm nhà thôi. Bởi vì hầu như anh chị của em đều ở trong này hết, chỉ có ba mẹ ở quê thôi. Quản lý kinh tế thì sao? Nói chuyện với bạn gái thì tập trung nhìn mặt bạn gái, cái nhìn nó đâu không mà cười hoài vậy trời. Nếu mà thì quản lý kinh tế thì bạn gái thì nữ thì sẽ giữ tiền, lương thì mình có thể đưa khoảng 80%, còn 20% mình có thể mình giữ để dù mình đi cà phê cà phá bạn bè hay là giao lưu bạn bè. Bây giờ anh hỏi thật nha, bây giờ mình nói chuyện cô gái mình cảm nhận được trái tim mình có rung động chưa? Cũng hơi rung rung anh. Theo như suy nghĩ của em, bạn gái đạt được bao nhiêu phần trăm? 80%, 90%. Trời, vậy là quá nhiều rồi. Thật ra cảm nhận của em thì cũng chưa có rung động lắm. Nếu mà tính đến thời điểm bây giờ em 28 tuổi mà chưa có người yêu thì mức độ rung động của em nó không có nhiều như người ta. Nếu mà đặt ra tiêu chuẩn thì anh nói cái đó đạt khoảng 70%. Rồi, hết thời gian. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm để chúng ta tiến tới hôn nhân, không phải bấm để chúng ta vui với nhau, cười với nhau rồi đi về. 1 2 3. Hết thời gian. Em thật sự xin lỗi, nhưng mà bởi vì em không phải có cảm xúc nhiều cho lắm cho nên là Không cảm xúc thì không bấm. Không sao cả, anh nghĩ rằng là hàng triệu người đang xem và biết đâu có rất nhiều cô gái muốn bấm nút anh đấy. Anh đừng lo điều đó nha. Và cũng có nhiều người đang chờ để bấm nút em đấy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi. Ưu điểm thì em toàn là ưu điểm không anh Linh, thôi để em nói khuyết điểm lên trước. Khi mà gặp bạn gái thì rất là nhút nhát, rụt rè. Điều kiện của em là bây giờ mình làm bạn xong rồi, hẹn hò rồi em nhập khẩu luôn thì có được không anh? Cũng được luôn. Đúng rồi. Rất tiếc Mở hàng là không thành công rồi. Cái duyên nó không đến rồi thì không thể nào ép được hết. Ông mai bà mốt sẽ cố gắng cặp đôi thứ hai. Dạ, và bây giờ xin mời cặp đôi thứ hai. Hả Man, mời bạn nữ chúng ta ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ sẽ giới thiệu trước, mời em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn ấy và chào quý khán giả. Em tên là Quách Thị Diệu Hằng. Năm nay 32 tuổi. Em làm nhân viên phiên dịch. Em phiên dịch tiếng gì vậy em? Dạ, em phiên dịch tiếng Hoa. Quê mình ở đâu? Em ở Bạc Liêu. Hiện tại thì em đang sống ở quận 12 thành phố. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì em tên là Nguyễn Tiến Dũng, 37 tuổi, hiện là công chức phòng văn hóa thông tin quận Tân Phú, quê gốc gọi là ở Bắc Ninh và hiện đang sinh sống tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu trước đi, một chút xíu về bản thân mình, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ, em á thì ưu điểm thì em toàn là ưu điểm không anh Linh, thôi để em nói khuyết điểm em trước. Dạ, em khuyết điểm lớn nhất của em đó là thật ra thì tính em cũng thẳng, cho nên là nhiều khi em cũng hơi bị lì. Mẹ em nói là em lì và có một chút ngang bướng. Với lại cộng một chút xíu cá tính, tức là nhiều khi cái việc gì đó mà em không chịu đó là em sẽ nói thẳng ra luôn. Chứ em không có giấu trong lòng. Còn về ưu điểm thì em có một cái sức tập trung, nghĩa là em làm việc thì em hay có tập trung và cái độ tập trung rất là cao. Còn lại thì nấu ăn thì cũng biết nấu ăn, và ví dụ như là hát hò thì cũng có thể có chút xíu. Hay quá ha. Mời bạn trai. Dạ, em có ưu điểm đó là hiền, dễ thương và biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ, đồng cảm với người khác. Khi mà gặp bạn gái thì rất là nhút nhát, rụt rè, không biết nói như thế nào. Bây giờ mình qua tới tình trường đi, tuổi hai người này đều đã lớn rồi, mình coi con đường tình trường của họ như thế nào. Bạn nữ. Dạ, em có trải qua hai mối tình, thì có một mối tình là tuổi thơ. Tuổi thơ như vậy hả? Thanh mai trúc mã. Còn mối tình gần đây nhất thì năm em 27 tuổi, lúc đó em có quen một anh. Thì cũng quen cách đây 5 năm rồi, giờ cũng tính tới chuyện kết hôn. Nhưng mà sau đó thì em có một cái ước mơ là em đi du học. Cho nên là khi mà anh ấy biết được thì anh ấy cũng muốn em đi du học. Nên thành thử ra là em thì em lại không có tự tin yêu xa. Cuối cùng thì anh ấy chọn cho em đi. Rồi em có đi không? Dạ có. Sau đó là tới giờ này thì ở không, tới giờ này rồi lên đây luôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi bạn trai bên kia thì sao?
thì em cũng đã trải qua là ba mối tình. Thì có hai mối tình là mình chỉ là thời yêu đơn phương thôi. Xong rồi một mối tình chính thức, có nghĩa là mình đã yêu nhau, tỏ tình với nhau. Nhưng trong một thời gian dài thì hai người cảm thấy không hợp nhau nên chia tay. Và hiện nay cô ấy đã có chồng và có con. Không hợp nhau vấn đề gì? Dạ, có nghĩa là nhiều khi cái vấn đề là sở thích hoặc là cái hoàn cảnh của mình là không đến được với nhau. Nào, quen nhau bao lâu mình chia tay? Dạ, quen nhau cũng khoảng 3 năm. Rồi, bây giờ bạn nữ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em thì cũng không có yêu cầu gì lớn hết. Bạn ấy có thể là về ngoại hình thì cao khoảng 1m7 thôi. Đừng cao quá, tại vì em cũng không có được... Không, anh em cao quá rồi em. Em không có được tự tin khi đứng gần anh đó. Ngoài ra thì nói chuyện mà đừng có nổ quá. Em không thích con trai nổ. Đặc biệt đó là em thích con trai có 5 cái biết. Thứ nhất là phải biết ăn, thứ hai là phải biết nói, thứ ba là biết chơi, thứ tư là biết làm và thứ năm là biết học. Nhưng bây giờ anh nghe nói anh thấy sao? Cảm nhận như thế nào? Em có thể đáp ứng được. Bởi vì em là làm trong ngành văn hóa thì cũng hay đi tuyên truyền cho người ta là nếp sống văn hóa và cách ăn nói, đi đứng như thế nào. Anh bị ế mấy năm rồi? Dạ, ế từ đó là khoảng 8 năm rồi. Đi tuyên truyền quá trời xong rồi lo là giờ ế đó hả? Dạ, như là hay là công việc. Thì không có thời gian đi không, mình bạn gái có đúng không? Bạn gái nhưng mà mình không cảm thấy là không có hợp với nhau. Không hợp. Không có. Mẫu bạn gái mà bạn muốn tìm là người như thế nào? Hợp là nói luôn đi. Để coi cô chị có hợp không? Muốn tìm người sao? Muốn tìm một bạn gái là dư tính hài hước, rồi biết đồng cảm, chia sẻ những vấn đề khi mà mình trao đổi những vấn đề trong cuộc sống để tiến với nhau trong cuộc sống hôn nhân. Mong muốn gì nữa không? Dạ, bạn gái thì cao khoảng tầm 1m50 đến 1m55 là được rồi. Chắc mình đó cao 1m56. Còn gì nữa? Dạ, rồi bạn gái thì đừng nên xe xua quá. Không xe xua quá. Biết các nói chung là biết cách giao tiếp này nọ, đi chơi với bạn bè. Bây giờ trước khi chị qua bển chị coi mặt ha, em còn có cái dặn dò gì nữa không? Cái tiêu chí gì hay người mẫu lý tưởng, cái hình ảnh hay là cái vóc dáng? Em muốn anh ấy hài hước chút xíu. Vóc dáng thì ảnh cũng ốm ốm chứ đừng mập, đừng bị hói. Dạ. Dạ, chào chị. Không có mập, không có hói. Đừng mập. Gần hói thôi. À, bây giờ nếu được thì khi nào anh tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm em sẽ tổ chức đám cưới. Anh đã chuẩn bị những gì cho hôn nhân sau dạ, này chưa? Dạ, có một sự chuẩn bị chút chút rồi. Mà tóm lại là anh có chuẩn bị gì để cho cái máy ấm gia đình chưa? Chứ tuổi này mình như nói khơi, ví dụ như thì người dạ, ta cũng ngại lắm. Dạ, có một căn nhà đang ở chung với mẹ. Rồi. Và cũng có một số tiền để chuẩn bị cho đám cưới. Đó, dạ. Nó phải cụ thể vậy chứ. Bây giờ nhà ở với ai? Dạ, ở chung với mẹ. Mẹ với ai nữa? Dạ, có mẹ thôi. Thôi vậy khỏe rồi. Dạ. Vậy là phải làm dâu đó. Dạ, nhưng mà mẹ em rất là dễ tính. Làm dâu không khó lắm đâu. Được rồi, vậy tốt rồi. Cảm ơn bạn. Sao chị? Mọi thứ thì ok là tùy em thôi. Em, chào em. Dạ, em chào anh. Mét 7 cao quá. Mét 7 cao hả anh? Cao quá, thấp, hạ thấp xuống được không? Dạ, thôi mét 65 cũng được. Cũng như không. Chiều cao quá không có quan trọng. Quan trọng là cái tư duy, quan trọng là cái tâm hồn, quan trọng là trái tim. Bây giờ là anh ấy có một mẹ ở nhà là chắc chắn phải về nhà rồi, coi như cũng làm dâu rồi đó. Thấy sao? Dạ, em thì em không ngại chuyện làm dâu, tại vì thông thường thì em rất là được lòng của những bậc phụ huynh, nhất là những người lớn tuổi. Nhưng mà có điều là em cũng hơi ngại việc sống chung với lại người thân. Nhưng mà có một người à, có một người thôi mà. Ha? Dạ, thì cũng chấp nhận được. Rồi, hai bên trao đổi nha. Em rất là dễ thương đấy. Anh thấy đàn trai là anh ưng cái bụng rồi đó. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp, học trò của em và một bạn thân. Rồi, cho xin gặp bên nhà gái đi. Dạ, em chào anh chị, chào các bạn khán giả. Em là bạn của Ba Khía. Em gọi hay gọi hàng là Ba Khía. Ba Khía hả? Dạ, nickname của em là Ba Khía. Chơi với Ba Khía thì anh có thể vui vẻ và cảm thấy thú vị, bảo hành em trọn đời luôn. Thì Ba Khía tính cách rất là tự lập và cá tính thì cũng rất là giỏi giang, bạn nó có thể làm rất là nhiều nghề. Nói chung là Ba Khía là một cô gái rất là tốt, theo em là thì ok. Cảm ơn em. Rồi giờ bốn Khía đi với ai nè? Dạ em đi với lại chị làm cùng cơ quan với em. Rồi chào chị. Xin chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường. Thế thì đồng nghiệp với Dũng. Nhưng mà Dũng thì khuyết điểm nhiều nhất là nhát lắm. Tính tình thì hiền, nắng nổ, nhiệt tình. Hôm nay thì cùng với Dũng lên đây thì cũng muốn cho Dũng kiếm được một người bạn để hẹn hò. Chị thấy cùng Khía làm sao?
thấy cô gái bên này thì so với Dũng thì có khi là hơn Dũng. À, nếu mà được hẹn hò thì Dũng cố gắng khắc phục nhiều hơn. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ để hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Rồi, tặng em một bó hoa tình yêu. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ nói chuyện chắc em cũng biết được cái sự chân thật, của sự chân thành của bạn trai rồi. À, những cái người này thật sự là tốt. Bởi vì á, người ta cũng chân chất lắm. Có sao nói vậy, đôi khi nó cũng không có ngọt ngào cho lắm. Nhưng mà tự trong trái tim á, họ đó, anh nghĩ rằng rất là chân tình. Đây là những người đàn ông tốt đấy. Thôi, cầu chúc hai người gặp may mắn. Dạ, em chào anh. Rồi, chào em. Thì cảm nhận lần đầu em thấy anh như thế nào? Lúc nãy em có nghe qua là anh làm bên công chức. Thì em cũng có phần nào mường tượng ra được. Thì giống như cái hình thể bên ngoài thì em là mường tượng đúng. Nghĩa là công chức thì người ta hơi chững chạc và bề ngoài thì rất là tươm tất. Em cũng thích làm bên văn hóa. Thật ra thì em cũng có xin vô làm công chức. Nhưng mà do là em chưa có hộ khẩu thành phố cho nên là em chưa có xin được. Có liền, xin được có không? Có liền, nếu mà em kết hôn với anh thì sẵn sàng thì anh sẽ... Trời ơi, sẵn sàng. Mai đưa hộ khẩu đây nha. Dạ anh Quyền Linh, tại vì ảnh đưa cái điều kiện đó nó hơi là làm khó cho em. Đừng đưa điều kiện gì hết, bây giờ mình chuyển hộ khẩu trước đi. Dạ. Ví dụ như bây giờ điều kiện của anh là cưới xong rồi thì mới nhập khẩu. Còn em, điều kiện của em là bây giờ mình làm bạn xong rồi, hẹn hò rồi em nhập khẩu luôn thì có được không anh? Cũng được luôn. Đúng rồi. Ví dụ như lâu lâu em cũng hay có một cái gọi là hơi khùng khùng. Ví dụ mỗi lần mà em khùng lên đó là em hay có đi du lịch, hoặc là em đi cà phê một mình, hoặc là em đi coi phim một mình, hoặc là có khi em xách ba lô lên rồi em đi du lịch đâu đó. Thì nếu mà như vậy thì bây giờ thì hẹn hò với anh, nếu mà có anh thì anh sẽ đi cùng với em để chia sẻ, để có người để bớt cho em bớt khùng lại. Trời ơi trời. Thôi bây giờ mình nói chuyện về tình cảm xíu. Rồi, đi bây giờ, cảm xúc của mình. Đúng rồi, mình hẹn hò sau đó. Nói như thế nào để thuyết phục được bạn gái chân thành lên? Mới gặp đây thì có nhiều khi mình không nói hết nhau được. Anh cũng thấy là mình cũng không còn nhỏ lắm đâu. Thì mình xác định, thì nếu mà được đến được với nhau thì xác định tiến tới hôn nhân luôn, để chia sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống, trong công việc của mình với nhau, chứ không phải chia sẻ khùng. Cho dù gì đi nữa thì anh vẫn nhập hộ khẩu. Ừ, chứ nói đi nói qua nói lại thì cuối cùng anh vẫn phải nhập hộ khẩu với em rồi đó. Trời, hết thời gian thôi, được rồi. Vấn đề chỗ là hai người cũng đã lớn rồi, mình hãy quyết định cho nhau cơ hội đi. Theo anh nghĩ anh ấy là một người tốt, cô này cũng là một người tốt đấy ha. Tôi rất muốn nhìn thấy hai trái tim sẽ cùng hòa nhịp đập với nhau, cùng chung sổ hộ khẩu với nhau. Hai người hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Đây là những người đều đã lớn và đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Một, hai, ba. Hết thời gian. Đây, hoa của bạn. Cô gái, cô nói những suy nghĩ của mình, tại sao mình không nhấn nút? Dạ, thật ra thì em cũng có phần nữa là bị anh ấy thuyết phục. Tức là tính anh ấy cũng giống như em, thích là hài hước và nói chuyện thì có thể hiểu được phần nào những cái em nói. Cũng có thể là ở đây thì nhiều khi ngay tại lúc này em không có 100% là hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng mà có thể sau khi về nhà thì sẽ có một cái sự suy nghĩ chẳng hạn. Thì em muốn là trung thực với lại chương trình. Chính xác là như trước vậy. Trước mắt chúng ta cứ làm bạn vậy là tốt rồi. Dạ. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúc hai bạn, trước tiên là chúc hai bạn nếu còn có cái duyên, biết đâu sau chương trình này chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và cũng có thể tiến được tới hôn nhân. Còn nếu không phải duyên thì cũng chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Dạ, dạ. Thôi bây giờ thì mỗi người một hướng đi. Bây giờ thì mình đã ngồi vào vị trí rồi. Bây giờ chúng ta trò chuyện lớn lên để cho hai bên có thể nghe rõ được nhau nha. Dạ. Bây giờ mời anh giới thiệu về thông tin cá nhân của mình trước. Anh xin chào chị Cấp Tường, anh xin chào khán giả và xin chào bạn gái bên kia trái tim. Em tên là Trần Văn Lộc. À, năm nay em 44 tuổi,
Dạ, quê quán em, bên nội em ở Long An. Còn nhà em hiện tại là ở Hóc Môn. Hiện tại là anh đang làm công việc gì? Sản xuất chanh nếp ốp tại nhà. Cái nghề này mình làm lâu chưa? Dạ, nay 8 năm rồi chị. 8 năm? Năm 2011 đến giờ. Rồi trước đó thì anh làm gì? Trước đó là em, nghề nghiệp của em là sửa máy vi tính. Wow, sửa máy vi tính. Nhưng mà anh là sản xuất hay là anh là... Em tự làm, sửa sản xuất, tự thiết kế, tự làm cái tranh nó ra tại nhà luôn chị. Có nhiều người phụ không? Dạ có hai ba người thôi. Tại vì em ghẻ với anh ghẻ hộ thôi. Là coi như trong gia đình. Trong gia đình. Coi như là anh làm hết. Coi như là anh là giám đốc đó. Dạ. Tự làm luôn phải không? Dạ. Vậy em hỏi thiệt là giờ thu nhập của anh làm bán tranh như vậy là khoảng bao nhiêu? Thì nói chung là tùy theo cái mức định giá của cái sản lượng của mỗi tháng đó. Yeah. Ví dụ mỗi tháng đó, dù em có thể thu nhập bình quân, ví dụ như là gần Tết thì em thu nhập nhiều. Yeah. Còn nếu mà qua Tết thì ví dụ em hàng chậm lại thì cái tháng bình quân ví dụ 7 triệu, 10 triệu là cũng bình quân thôi. Đó là lợi nhuận đó ha? Lợi nhuận, dạ. Yeah, yeah. Như vậy là mình tự cung, mình tự sản xuất, mình tự buôn bán luôn. Rồi gia đình mình làm chung với nhau luôn. Anh đang ở với nhà với ai? Ba mẹ hay là? Hiện giờ nhà em có 5 chị em mà ai cũng gia đình hết riêng hết. Dạ. Giờ em có mình em ở với mẹ em ở một cái nhà ở hiện tại Hóc Môn thôi. Dạ, hai mẹ con? Dạ, hai mẹ con thôi. Dạ, rồi. Có nghĩa là bây giờ nếu mà anh lấy vợ thì anh cũng mong muốn là vợ về sống chung với anh, cái làm dâu chung trong nhà để sống chung với mẹ luôn, đúng không? Dạ, đúng. Đó, tôi rành lắm, tôi hỏi sơ, tôi biết hết trơn à. Rồi, mời em gái. À, dạ, chào chị Cát Tường và bạn trai đối diện. Em tên là Phạm Thị Kiều Diệp, năm nay 35 tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Dạ, mình bác sĩ khoa gì vậy? Dạ, em là bác sĩ Nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Quê quán mình ở đâu? Em quê quán ở Quảng Ngãi, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Có chung hai anh chị đều giống nhau là mình đều sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ha. Một bên hiện tại kinh doanh về tranh ảnh Phật giáo tại nhà, một bên là bác sĩ khoa Nhi. Cho Tường hỏi chút xíu nữa về công việc của mình, đó là có phòng khám tại nhà hay là mình làm tại bệnh viện thôi? Dạ, giờ giấc mình như thế nào? Dạ đúng rồi, thì em cũng như là bệnh viện thôi. Bác sĩ thì hơi cực chút xíu là phải trực đêm. Một đêm thì trực cũng phải tùy cái đợt, nhưng mà có thể là một tháng là 5-6 đêm. Một chút xíu về cá nhân, điểm những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em thấy em tính là dễ gần, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Rồi. Có thể là hay giúp đỡ người khác. Còn em thấy nếu mà điểm yếu của em thì thấy cũng hơi nhiều đó. Rồi một vài cái điểm yếu, ví dụ như là em sẽ hơi khó tính. Nếu mà em mà thiếu ngủ gì đó rất là khó chịu. Công việc của mình là lại thường xuyên thiếu ngủ. Dạ, phải đúng không? Rồi, có nghĩa là thường xuyên khó chịu đúng không? Thế mình đi làm nhiều vậy rồi về công nội trợ bếp núc ở nhà thì có thời gian để làm không, hay là mình đang sống với ba mẹ? Em đang sống với mẹ. Coi như là cũng có mẹ phụ. Dạ, lớn giúp cho hết đúng không? Chứ bác sĩ đi về chắc cũng nghỉ ngơi mệt chứ đâu có thời gian đâu vô bếp đâu đúng không? Dạ, đúng luôn, tôi nói đại mà đúng thiệt luôn. Rồi cảm ơn ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, dễ dần gũi với mọi người, thích đi làm thiện. Đôi lúc em thích hỗ trợ thiện quá em có tiền của chị, em bán vàng đi từ thiện, bán vàng đi từ thiện. Em mê vậy đó. Mê đi từ thiện mà bán. Dạ. Bán đồ, bán nhà, bán vàng đi từ không, thiện. Bán nhà không bán vậy, bán vàng thôi. Dạ. Giờ mình có một chỉ mình bán một chỉ mình đi cho nó như là mọi người ta cũng mến mình đó chị, mình phải đi, không có đi người ta kiểm được. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là như là em kinh doanh em nói nhiều quá, cho nên người ta cũng hay nói, em hay nói nhiều, cho nên đó là khuyết điểm của em rất lớn. Tại nhiều khi mình nói nhiều quá thì năm người ta có người ta không thích, nhưng mà trực bên danh mình phải nói. Mình biết cái đó khuyết điểm của mình tiết chế lại, mình chỉ nói khi mua bán thôi. Mọi cái chuyện khác, tình cảm, yêu đương hay là mọi thứ thì mình cũng phải... Tại khi mình nói nhiều quá, mình dành người ta nói, mình không cho, không lắng nghe ý kiến. Dạ, người đó, ta, người ta lại buồn. Dạ. Đúng không? Còn trong kinh doanh đương nhiên mình muốn sale mình phải nói nhiều, người ta mới hiểu sản phẩm của mình, người ta mới mua chứ. Dạ. Chứ giống như là tường nghề MC mà tường cũng nói quá trời luôn nè. Nhưng mà có lúc nào mình cần lắng nghe thì mình cũng phải lắng nghe. Dạ, cảm ơn dạ, chị. Dạ. Rồi, em đạo gì? Đạo Phật hả? Đạo Phật. Tại thật sự vì nghe anh này bán tranh ảnh về Phật giáo là chị cũng thích. Tại vì mình sản xuất, mình làm những cái đó, nói chung mình cũng phải có cái tâm. Và anh đạo Phật thì mới làm, khỏi cần hỏi anh đạo gì. Biết anh đạo Phật rồi, cho nên là mình mới hỏi bên này luôn. Tại thường cùng cái đạo thì nó cùng chí hướng thì nó dễ hơn. Thế về tình trường của mình sao? Thì em cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Cũng được 10 năm rồi chị. 10 năm trước á hả? Dạ. Mối tình dài nhất là kéo dài được bao lâu? Chắc cũng được 3-4 năm đó chị. Rồi lý do sao chia tay? Thì đến một lúc nào đó xong rồi thấy không có hợp nhau nữa. Lý do muốn thở, chia tay là không đúng hợp rồi, nha không. Nhưng mà suốt 10 năm tại sao mình lại không tìm được một mối tình nào khác nữa? Sau khi học xong rồi lo học, xong rồi lo đi làm này nọ, xong rồi cùng quên luôn. Rồi trong 10 năm đó mình có để ý ai, hay là có ai đơn phương mình, hay là yêu đơn phương mình, hay ngắm nghía gì mình không? Nhưng mà do công việc rồi mình cho qua không, hay là 10 năm hoàn toàn trơ lơ trụi lụi không có gì hết? Tại yêu đơn phương mình đâu biết đâu chị. Hôm nào lý do tại sao hôm nay lại tìm đến chương trình Hẹn Trưa? Nhưng mà bạn bè của em bây giờ đã lại gia đình hết trơn rồi. Mỗi lần mà đến Tết hay lễ gì đó
tụi nó đi chơi gia đình hết trơn, bỏ mình, bỏ rơi mình em gì đó, thấy buồn. Là mình tự đăng ký. Dạ. Ở nhà gia đình ba mẹ được có hối không? Dạ cũng không lắm. Dạ, đây là mình tự đăng ký chương trình ha, được rồi. Còn anh, tình trường anh như thế nào? 44 tuổi người ta là con cái lớn luôn rồi đó. À, tình trường của em nói chung là em trải qua là ba mối tình. Ba mối tình. Hai mối tình nục và học sinh, là một mối tình da trắng, một mối tình da đen. Vì da trắng da đen là sao? Có nghĩa là học sinh đó là nói chung là thầy lý lính đó chị. À. Là em quen cái cô đó là người Hoa, da trắng, em quen được 2 năm. À. Rồi sau đó cũng 18 tuổi cũng đi học tốt ra trường, như là hết 12 rồi cổ đi lấy chồng. Cho nên em đi lấy lon đó chị. Cho nên là em bị buồn. Lấy lon. Lấy lon buồn. Rồi sau đó, 2 năm sau cái em quen cái cô đó da đen. Da đen. Dễ thương lắm. Rồi sau đó cô đó cũng quen em được 2 năm mấy 3 năm á. Thầy cổ đó đi Mỹ. Trời ơi, sao anh quen ai người ta cũng đi nước ngoài hết trơn vậy? Số em sao chị? Đi Mỹ rồi từ đó em không muốn quen ai nữa chị. Em bị thất vọng á. Và từ đó cái em chống mấy năm trời luôn. Rồi sau này mới gặp cái mối tình thứ ba mới đây là 7 năm. Quen 7 năm? Dạ. Yêu nhau 7 năm? Dạ. Rồi mà yêu nhau 7 năm cái đoạn sau này là lớn chín chắn công việc ổn định rồi mà sao không tiến cô tới được luôn đó là có con lớn rồi. Lúc em quen cổ là con cổ mới 7 tuổi 9 tuổi em nhớ vậy đó. Dạ. Thì em quen được cổ 7 8 năm, thì trong thời gian đó em có gợi ý là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà trong lúc em gợi ý á thì cổ gia đình có xảy ra biến cố vấn đề này nọ em không nói ra được nữa. Nay cổ 50 rồi, lớn em 5 tuổi. À. Đó thành ra cổ cũng nói là thôi con em 18 tuổi cũng sắp có tui gia rồi. Thời tôi đã lập đến nhau là cũng không được đâu. Tại Lộc cũng muốn sinh con sinh cái, thì tôi đến Lộc cũng sinh con Lộc. Thành ra tôi không thể nào đến Lộc nữa, thôi mình vẫn coi là bạn trong làm ăn. Trời ơi, mà mối tình kéo dài 7 năm. Dạ em buồn chị, tuổi thanh xuân em đi qua chị. Tuổi thanh xuân đi qua rồi hả? Mà cũng đúng, tại vì thật ra giờ ta 50 tuổi rồi, người ta cũng đâu có sanh nổi nữa. Và trong khi anh thì là trai tơ mới lớn, anh cần phải có con đúng không? Dạ. Đó, thì đâm ra là nó không phù hợp. Trời ơi, đúng người lại không đúng thời điểm, mà đúng thời điểm không đúng người khổ lắm. Tôi nói yêu đương nó khổ lắm cả nhà ơi, mà ai không có tình yêu phải tìm đến chương trình mà để cần mai mối. Tôi nói tình là bể khổ, không có tình lại càng khổ hơn. Ai, rồi thôi được rồi, hiểu rồi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Em thì người đó phải có hài hước vui vẻ. Nãy giờ thấy anh này kể chuyện thấy hài hước rồi đó, vui thấy vui rồi đó. Dạ. Mặc dù anh kể chuyện đau khổ mà thấy mặt anh rạng ngời dữ lắm. Rồi gì nữa? Phải cao hơn 1m6 làm trở lên. Anh được 1m nhiêu? Chắc 1m6 rồi chị ơi. 1m6 bởi vậy chị anh trợn tròn mắt vậy nè. 1m6 à. Thôi, quan trọng là hợp nhau được rồi, cao chút xíu rồi cũng tôi mua tặng anh đôi giày độn nha. Rồi, gì nữa? Phải biết chia sẻ việc nhà. Biết làm việc nhà không anh? Dạ, hiện tại giờ em ở với mẹ em, việc nhà em làm hết. Chỉ có nấu ăn em biết nấu thôi. Chỉ là giặt đồ, rửa chén. À, quét nhà, lau nhà. Mấy em 7 tuổi em làm hết. Anh làm hết. Chỉ có nấu ăn là mấy em nấu, chỉ mấy lần rồi em nấu hoài không được. Em nấu hoài nó bị lạc lạc mặn mặn em không được. Mà nhiều khi anh đỡ hơn em rồi đó. Em là không có làm gì luôn đúng không? Không, em biết nấu mà. À, nhưng mà ở nhà là em đâu có làm. Em biết nấu nhưng mà em không có làm. Còn ở đây người ta không biết nấu nhưng mà việc nhà người ta làm hết. Thì mấy mốt về bên đây việc nhà bên đây làm, bên đây nấu cơm bên đây làm. Hai dạ được. Được không? Dạ được chị. Hợp lý rồi đúng không? Rồi còn gì nữa? Nếu mà công việc ổn định thì em thấy ảnh công việc cũng ổn định. Ừ, công việc anh ổn định rồi đó. Yeah. Anh làm công việc này 8-9 năm là chỉ ổn định rồi. Đừng có vậy. Điều gì em không thích ở người đàn ông không? Vũ phu. Vũ phu? Không có đâu. Người đời ơi, đi sản xuất mỗi ngày mà ngồi làm Phật Pháp đồ mà. Không bao giờ vũ phu đúng không? Dạ không chị, em còn chia sẻ tình cảm với người ta nữa chị. À. Như người ta, những người Phật tử á. Gặp em cái buồn gia đình như chồng bỏ con bỏ, gặp em cứ đè em ra cái hẹn em cứ nói chuyện. À, thấy anh rảnh quá đó. Buông đừng buông. Ai gì anh đã có thời gian anh lo cho người yêu anh, rồi anh rảnh quá anh ngồi không, người ta tới ta xả chuyện vô anh đúng không? Nhưng mà người ta ngược lại người ta cũng không hộ em. Nên khi người ta giới thiệu em hàng quá, người ta cũng mua giùm. À, thì đó là công việc mua bán kinh doanh này mối nhiều lắm nè. Đó. Rồi, còn anh thì anh muốn tìm một người vợ tương lai mình là người như thế nào? Nói chung là em thích một người phụ nữ nửa truyền thống hiện đại. Như là cũng hợp tính chúng em, như là vui vẻ hòa đồng, có nỗi buồn tôi chia sẻ trong cuộc sống, như là nếu mà vợ chồng á mình chia sẻ trong cuộc sống, hiểu nhau thì hiểu nhau, như là mình phải chia sẻ nhau cho nhiều hơn. Thí dụ như bây giờ mà anh với cô này ok với nhau đi thì công việc của cổ là một tháng cổ cũng phải đi trực, rồi đi trực qua đêm 5-6 ngày như vậy đó, thì anh thấy có được không? Năm tới ngày không sao, tại em sợ cả tháng thôi. Sợ là sợ cái gì? Cả tháng nhớ vợ. Nhớ vợ chứ không phải là nghi ngờ hay ghen tuông gì không, đúng không? Chị, không chị đâu, nhớ vợ thế đúng không? Thương ghê. Thì xách cái mền vô trong bệnh viện ngủ chung luôn. Dạ có à. Có à. Có à vậy. Ông này ông nói tôi tin thiệt luôn, mặt ổng trời thiệt dữ lắm luôn, mặt rất thật luôn á. Bây giờ về nghe đồn anh hát hay lắm phải không? Bây giờ anh muốn em cho anh mở cửa trái tim ra cho hai người nhìn nhau, anh hát cho cổ nghe, hay là anh muốn nghe tiếng hát qua trái tim? Đây này do bạn nữ quyết định luôn. Để bạn nữ cho bạn nữ quyết định luôn.
Phải mở cửa mới thấy. Mở cửa mới thấy. Rồi bây giờ trước khi thấy phải đoán chứ. Bây giờ có hình không? Đây à. Trời ơi. Hình này mà đoán là mà mệt. Đây, hãy tìm đi. Có bạn gái, có người vợ tương lai của anh. Nếu có thể, ở trong bức ảnh đó. Ba anh đó chọn anh nào được tôi gả luôn. Em chọn cô này chị. Đâu, chọn cô nào? Cô này. Lý do sao chọn cô này? Cảm tính của em thôi chị. Cảm tính. Rồi giữ đi nha. Giữ yên đó, hồi mở ra có phải không nha. Theo em chắc là anh này. Tại lý do sao chọn anh đó? Anh nói ảnh ca có biết xấu. À, hay quá. Rồi, sao? Cảm tính có gì trục trặc, có gì thay đổi không? Người ta nói ta cao mét 6, em phải cho người ta một cái gợi ý để người ta kiếm em chứ. Tóc dài, không cột tóc. Tóc dài mà không cột tóc, đó, kiếm đi. Căng quá, căng quá. Căng quá. Thôi em giúp biết chọn cô này đi. Cô đó tóc ngắn hay tóc dài? Em thấy tém lên mà nó thấy rõ chị. Đâu đưa coi. Thôi tóc đâu? Tóc em giống chị mà. Tóc em giống chị. À, thôi tùy anh đi. Trời ơi, vợ anh không phải vợ tôi đâu. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cầm lấy tấm ảnh mình vừa chọn nhé. Rồi xem Cát Tường sẽ mở cửa trái tim coi chúng ta đã chọn đúng hay không. Mời hai anh chị hãy xem sự lựa chọn của mình. Rồi. Em đã chọn đúng. Chào em đã chọn đúng. À, anh ấy đã chọn không đúng. Có món quà này anh xin tặng em. Món quà này chính tay em làm. Món quà này là món quà tâm linh nha em. Món quà chính tay anh làm. Em đừng mở cho chị có Tường thấy nha. Bí mật. Trời ơi, làm như tôi tò mò. Chị đừng mở chị Cát Tường thấy. Nhìn thì biết rồi, Phật Pháp chổng chứ gì đâu. Dạ. Không cho chị Cát Tường thấy. Thôi khỏi đi, khỏi thấy. Em có một cuốn truyện muốn tặng anh. Một cuốn truyện thì có nhiều một bài văn trong đó. Thì trong đó một câu em mới đọc thấy rất là hay là: nơi nào có người thân, nơi đó là nhà. Dạ, cảm ơn em nhiều. Sao? Bây giờ nhà nhận sai ta, bây giờ nhìn hình có nhận lại được đúng ai không? Cũng hơi căng quá ta. Trời đất ơi, ngồi trước mặt rồi mà cũng chọn chưa ra nữa hả? Là cô này nha. Ờ, đúng rồi. Bị phạt là đúng rồi, bây giờ hát đi nè, nói lại tình xưa. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Vai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Ngước lên vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào, anh với em gặp nhau. Tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hẹn hò mùa đông buông thở. Sương mướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình nhớ nhau. Hay. Có cảm xúc gì không em? Hát hay. Hát hay à? Trời ơi, xuất sắc. Chắc sắp ổn rồi đó. Bây giờ dạy Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái Bảy ha. Rồi, cái tôi xin mời hai anh chị thưởng thức. Đây gọi là một cái món ăn gọi là bát thái ha. Bát thái là một món ăn truyền thống và rất là đặc trưng của Thái Lan. Mời hai anh chị cùng thưởng thức món ăn này được kết hợp từ những cái sợi hủ tiếu khô ha, được xào chung với trứng nè, tôm nè, giá nè, hẹ nè, quyện với công thức sốt me đặc biệt của bếp trưởng người Thái Lan tại nhà hàng Lạc Thái. Mời anh chị thưởng thức nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Một chút xíu Tường sẽ quay lại. Mời anh chị. Mời em ạ. Em mời anh. Bây giờ công việc của em làm là giờ sáng mấy giờ mấy giờ? Sáng từ 7 giờ cho đến 4 giờ chiều. Bây giờ 4 giờ chiều. Dạ. Vậy nếu mà có duyên với nhau hẹn hò thì em thường là cuối tuần hay cuối tuần thứ 7 giờ em có rảnh không hay là thường thường thì em phải rảnh buổi tối, tại giờ hiện giờ em cũng đang đi học nữa. Dạ. Nên thấy khi lịch của em cũng bận rộn. Bận rộn á. Vậy là nếu mà cuối tuần thứ 7 giờ em có nhất thời gian cho anh hẹn hò với em được không? Chắc được. Dạ, mời em ăn. Dạ. Hiện giờ là anh đang sống với lại mẹ. Anh với mẹ anh thôi à? À, với mẹ thôi à. Dạ. Còn em? Em đang sống chung với mẹ với lại một người anh. Nếu mà anh hỏi thật, nếu mà mình có duyên với nhau thì em có thể làm dâu anh được không? Tại hiện giờ em cũng đang sống chung với mẹ với anh ba em. Mà em giống như là một trụ cột chính. Thì ví dụ nếu mà sợ làm dâu, ví dụ mình có thể mình chia ngày ra được không? À cái đó hả? Thì cái đó thôi trước mắt là giờ mình cứ hẹn hò đi. Dạ, đúng rồi. Cái đó mình sẽ tính sao bằng hao nhớ vấn đề đó. Quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Trong cuộc hôn nhân á, hai người đó phải tôn trọng nhau và phải chung thủy mới được. Anh cũng có quan niệm với em. Thứ nhất là chung thủy, mình có đồng tình với nhau. Đặc biệt là mình có cái nỗi buồn trong tình cảm phải chia sẻ với nhau. Có điều gì phải chia sẻ với nhau, phải một mạch hết. Không được như là mình không được mập mờ. Anh là như vậy đó. Mình không được nói dối. Đúng. Thì trong tình cảm gia đình anh không thích nói dối.
anh có một cái điểm gì đó mà người kia không thích đi thì anh mới chịu thay đổi hay không? Thì anh sẽ cố gắng chứ. Cái điểm của anh giống như anh nói với em là lúc chúng mình với anh phải hơi nói nhiều một chút xíu. Thì bình thường thì anh cũng ít nói, mà khi mệt mỏi cũng muốn nói. Ví dụ như là giữa hai người ví dụ đang gây lộn, giận dỗi nhau này nọ thì anh sẽ làm cái gì? Thì đầu tiên thứ nhất là anh cũng không muốn cay với người vợ của anh nữa. Là anh phải như là anh để cho người vợ anh nói hết đi. Rồi anh im lặng, để cho vợ anh nguội rồi lát rồi anh mới nói. Ví dụ anh có chịu xin lỗi trước không? Được chứ, đó anh rất là thích, anh rất là chủ động. Khi người phụ nữ mà càng khóc, phụ nữ mà càng khóc nhiều thì anh càng có cơ hội để anh dỗ dành. Sao, muốn ăn ngon không? Đồ ăn ngon không? Nhà ngon chị. Ngon hả? Đó giờ ăn đồ Thái lần nào chưa? Chưa chị. Chưa hả? Dạ. Nay có cơ hội ha. Theo như em muốn, ví dụ như mà mình tìm hiểu một mối quan hệ, rồi nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? 6 tháng chị. 6 tháng. Nếu mà hẹn hò vậy thì bao lâu mà mình từng mình gặp nhau đi chơi mấy lần? Thì bạn gái nói thì một tuần có thể là, nếu như một tuần đi lần cũng được chị. Rồi sau này giả tỷ lấy nhau về nè, đó. Rồi bây giờ vợ xuống với Hóc Môn ở mỗi ngày, vợ đi làm bệnh viện hơi bị xa nha. Xa lắm á chị. Xa lắm á chị. Rồi làm sao? Thì cái đó mình đi sớm thôi. Đi sớm được mà. Hay đi quá. Sớm xíu. Ông sắp xếp hết trơn luôn. Vì tình yêu người ta phải làm hết. Còn đi không được, em đưa đi. Có không à? Có. Mỗi ngày đưa đi đón về. Em đưa đi cái vô sau đây mới thương quá mà phải đi đi. Rồi mới thôi. Mới thôi chị. Đầu hơn trẻ. Thì nó cũ sau này có con rồi, em mới dứt con đi học sao đưa đi được. Nó cũng khó cho em. Rồi hai vợ chồng tự sắp xếp. Nói chung là vậy. Thật sự á, bây giờ mà để tìm được một người tâm đầu ý hợp mà hiểu mình, chia sẻ với mình thật sự khó lắm. Đó, cái mọi thứ đó đều là cái duyên nữa. Hôm nay mình gặp lại nhau, được nhau là một cái duyên rồi. Còn mình đi tiến với nhau trong đoạn đường được bao lâu là tùy theo hai người. Nếu mà yêu thương thì ai cũng phải có sự hy sinh, chứ không thể nào mà mọi thứ mà như ý mình mong muốn được hết. Bây giờ hôm nay á, là nãy giờ Tường ra ngoài cũng có nhiều chuyện với người nhà của mình. Bên đây là có em gái đi theo, bên đây là có bạn đi theo. Bây giờ Tường mời hai bạn, hai bên gia đình vào để mỗi người cho vài cái ý kiến về cặp đôi ngày hôm nay xem như thế nào nha. Dạ. Rồi mời em gái vô. À, mời bạn gái vô luôn. Rồi giờ mình nói chuyện chơi thôi. Thì bây giờ nãy giờ hai bạn ở ngoài ha. À, giới thiệu đây là em tên gì? Tên Oanh. Tên Oanh, em chơi với Diễm bao nhiêu lâu rồi? 17 năm. 17 năm. Là hiểu rõ bạn mình dữ lắm phải không? Rồi hai mặt của hai người cũng có cái mặt giống giống nhau ghê ha. Rồi nãy giờ ở ngoài em nhìn sơ bộ em thấy cặp đôi này sao? Thứ nhất thì thấy ảnh hiền thì chắc là nếu bạn em thì cũng hay, nhiều khi hay cấu thì chắc có thể là chịu đựng được, hy vọng là như vậy. Ông này ông phải hiền, đúng rồi, tại ông làm công việc ông cần cái sự tỉ mỉ, bên đây áp lực lắm, trời ơi, chăm sóc một bệnh nhân mà con nít nữa căng thẳng lắm. Cái thứ hai nữa là về công việc của ảnh thì có thể là tự chủ động về thời gian hơn so với công việc của bạn em. Thì đôi khi mình, ví dụ mình muốn tham gia một cái mình cũng không tham gia được, bởi vì cái công việc của mình nó là như vậy. Và bác sĩ nhất là trong hồi sức nữa, bạn em là làm về hồi sức cho nên là lúc nào cũng rất là căng thẳng và công việc gần như là dày đặc á. Anh phải hiểu, và việc mà cố gắng là chọn một cái thời gian rảnh cùng nhau để đi hẹn nhiều khi cũng bị thất hẹn, thì anh cũng phải hiểu về những cái vấn đề nó có rất là nhiều thứ xảy ra. Thì em nghĩ là cũng có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu thêm. Rồi còn em, em tên gì? Dạ em tên Tâm. Tên Tâm, em là em gái của anh. Em Út luôn. Anh là thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm. Rồi nhiều khi đây mai mốt làm chị dâu đó, có thể vậy luôn đó. Dạ. Rồi em thấy dạ, sao? Em thấy như trò chuyện như giữa anh với chị thấy cũng hợp với nhau. Anh của em rất là thật thà. Anh thấy chị thì thấy cũng công việc thì cũng bận bộn, nhưng mà anh hiểu được công việc đó. Tại vì nhiều khi em có gia đình á, em cũng chia sẻ với anh cũng nói không có gì hết. Nếu mà thì anh mà quen được một người bạn gái á như chị này chia sẻ với nhau thì anh rất là nghe, rất là hiểu. Em cũng mong được anh chị mà quen với nhau tiến tới để cho mẹ em ở nhà vui. Em có thể chia sẻ một chút xíu với anh trai của mình, có cái gì nãy giờ anh chưa tiết lộ thì chia sẻ luôn cho đây mọi người cùng nghe luôn. Nói chung là anh cũng hoạt bát hiền lắm, nhưng mà anh có hiếu với cha mẹ lắm. Ừ, vậy tốt anh mà. Vậy rất anh tốt. Em anh rất là thương nhau hềm bọc. Anh có tật xấu gì không? Hay nói á. À là cái tật nói đó. Không đúng anh, là anh nói anh tự đi. Anh tự khai rồi. Dạ. Ngoài cái tật xấu đó ra anh còn tật xấu không gì nữa? Anh không có nóng tính như người ta. Mỗi lần em nóng tính mà anh thôi kệ mày nói gì mày nói, tao làm thình. Còn mẹ có dặn dò gì kiếm con dâu như thế nào vậy? Mẹ hỏi hoài mà có thấy đâu chị. À, hỏi hoài không thấy. Mẹ nói gì không? Mẹ nói mày đi về coi vợ nha, mày coi mày đem vợ về cho tao đi. Vậy mẹ nôn lắm rồi phải dạ. không? Rồi thôi cảm ơn hai bạn ha, một vài thông tin để cho hai anh chị đây mình có thể tham khảo được nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn rất dạ, nhiều. Bây giờ để cho hai bạn hiểu nhau hơn nha, mình chơi một vài cái trò chơi của chương trình đi. Bây giờ mình sẽ bóc là mấy lá bài,
rồi có những cái yêu cầu trong này, ưu tiên bạn nữ bút trước, chỉnh cà vạt cho bạn nam và nói lời yêu như kiểu trước khi bạn trai đi làm vào buổi sáng. Chà, cái này nó hơi ngược với cặp đôi này nha. Cái này thường là chắc sáng là chồng phải chỉnh áo cho vợ ha, đưa vợ đi làm giống như là đi làm vào buổi sáng, nhưng bây giờ ngược lại. Đâu mình thử đi, mình làm cho ảnh đi, mai mốt về mà nếu thành đôi ảnh làm lại cho mình. Đó, hôm nay anh có thắt cà vạt nè, bây giờ mình tiến qua, đứng lên anh, bây giờ mình qua đây đi. Cái gì đâu, không sao đâu. Để em đang suy nghĩ thì sẽ nói gì. Em à, anh đi cẩn thận cái cổ, ở nhà em nhớ lắm đồ. Anh đi cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn em. Anh sẽ đi cẩn thận. Đây cũng phải nhớ em. Ông lanh quá. Nhà về đi chứ chị cái đời. À, rồi về đi, trời ơi khổ ghê. Dễ thương thiệt. Cố gắng nha, em thấy thì cơ bản là được. Nhưng mà đương nhiên nó cũng còn nhiều cái về hoàn cảnh sống, điều kiện sống nó hơi khó khăn. Hai người phải cố gắng. Hãy thể hiện lại ba cách. Thể hiện tình cảm thân mật với người yêu cũ mà bạn đã từng. Trời ơi khổ ghê vậy đó. Bây giờ ba mối tình rồi phải không? Dạ. Đó, hồi đó giờ, hồi nãy giờ cổ thể hiện nhanh rồi đó. Giờ anh nhớ lại coi ba cách anh thể hiện tình cảm với người yêu cũ anh sao, anh làm lại, anh diễn tả lại coi. Thì khi mà em giận anh thì anh cho anh nói như là chân thật nhất là tiền anh giận nhưng mà anh vẫn thương em. Đó là điều thứ nhất cái chị. Rồi, điều thứ hai cũng vẫn giận. Vẫn giận. Điều thứ hai là nếu anh có sai sót cái gì á thì em cũng đừng có nóng giận nữa, hãy bỏ qua cho anh. Và điều thứ ba là em hãy cho anh hôn người ta. Trời ơi. Đó là em thể hiện tính cách em. Hồi xưa giờ là vậy. Dạ, đó ha. Dạ. Đầu tiên là phân tích rồi ha. Dạ. Rồi năn nỉ giải trình ha. Dạ. Cuối cùng cho hôn cái. Dạ. Vậy mới về được chị. Về được. Mà thường thường thành công hay thất bại? Thành công chị. Thành công hả? Thành công bây giờ ta cũng đi mất tiêu giờ. Dạ. Dễ thương ha, chất phát thật thà ha. Bây giờ hai người nhìn thẳng vô nhau nè. Dạ. À, còn điều gì mình muốn, nãy giờ mình muốn chia sẻ với nhau nữa hay không? Dạ, anh muốn hỏi em một điều thôi. Điều nhất cả chương trình đây luôn. Ví dụ trong kinh doanh của anh, nếu xảy ra biến cố, em có thể chia sẻ và thông cảm cho anh trong hoàn cảnh đó không? Chắc chắn rồi, tại vì trong cuộc sống thì không thể nào lúc nào cũng thành công được. Nếu mà anh có ý chí phấn đấu và vươn lên chứ không được buông bỏ. Như là giờ anh đang còn nhiều ý định tính phát triển nữa hay là sao? Dạ còn nhiều công việc lắm chị. Thế còn giờ em muốn hỏi anh câu gì nữa không? Tại vì em thường thường là phải qua thời gian và tiếp xúc này nọ đó thì em mới suy nghĩ được. Chứ giờ bây giờ nó đột xuất quá. Ok, nếu vậy thì bây giờ là đến lúc quyết định. Hồi nãy giờ chúng ta đã có thời gian gặp nhau rồi, trò chuyện rồi, mặc dù ít. Đương nhiên mình không thể nào hiểu hết mấy phút ở chương trình, nhưng cảm xúc là đã có. Mình có rung động hay là không? Đối phương này có phải là cái người mình đang mong muốn tìm kiếm hay không? Thật sự cái này ở cái lần gặp đầu tiên là mình đã có cái cảm giác đó rồi. Thì nếu thật sự chúng ta cảm thấy đây có thể là một cái nửa mình tìm, có thể là cái duyên của mình, thì mình cho nhau cái cơ hội. Và khi bấm cái nút này thì các bạn phải hiểu đây là cái nút bấm để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Còn nếu mình cảm thấy người này không hợp, anh này không hợp, cô này không hợp, thì mình không cần phải lịch sự để bấm. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian, trời mừng quá. Rồi, mời qua đây luôn anh, hai người đứng chung một bên nha. Trước tiên là mời hai bạn nắm tay nhau. Thật sự là Tường lo, cũng hơi lo. Tại vì Tường, nếu như Tường thấy là cũng còn một số điểm giữa hai bạn chưa có phù hợp lắm. Nhưng mà thật sự mình cũng có cái tuổi rồi. Mà thời gian của em cũng rất là bận biểu. Em cũng không có nhiều thời gian để mà đi ra ngoài hay là để tìm kiếm một cái cơ hội. Thì cơ bản cái điều mà chị thấy cái tương xứng đó, là về cái đạo đức. Chị nghĩ anh này là ảnh là một người có đạo đức vì cái công việc ảnh đang làm. Tự nhiên mình cũng nghĩ, mình thấy như vậy. Công việc bên em cũng vậy, thì mình nghĩ đây là hai người rất là nghiêm túc. Rồi, mời hai anh chị hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau ở chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cho anh xin phép anh hai cái nha. Sao vậy? Nó vui rồi chị. À, vui thôi hả? Hồi nãy em nói em thích hài hước là có luôn rồi đó. Rồi, cảm ơn hai bạn, chúc cho hai bạn sẽ sớm có tin vui báo cho chương trình. Bây giờ thì Tường cũng gửi tặng hai bạn, đây là những vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hai bạn đến đây xem phim nha. Rồi, gửi tặng em đây một phần quà để làm đẹp của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình.
Quý vị hãy nhớ đón xem và ủng hộ cho chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay hai chị em mình xuất sắc sẽ đem về hai cặp. Yeah. Chúng ta sẽ bắt đầu chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Mời hai bạn nam. Đúng quá các bạn ơi. Wow. Và bây giờ bên đàn gái xin mời hai bạn nữ. Wow, quá xinh đẹp luôn. Xuống đây cưng. Từ từ thôi. Wow. Rồi ơi. Rồi bây giờ thì Cát Tường xin mời em ngồi ở ghế đỏ. Mời em giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ, em xin chào hai vị giám khảo, hai bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên là, họ tên là Phạm Hữu Nghĩa. Hiện tại em đang làm công an ở quận Nhất. Công an ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Làm bên ngành nào em? Em bên cơ động vậy. Trời ơi, chắc chạy hoài, vòng vòng cơ động mà. Không có ở yên chỗ cho nên chưa có bạn gái phải không cưng? Dạ đúng rồi. Thương quá, năm nay nhiêu tuổi? Năm nay 24 tuổi. Ủa mà nó nghe nè, mấy anh cơ động là chạy ngoài đường phải đen lắm, sao da dẻ em mịn màng trắng trẻo quá vậy cưng? Em cũng đen lắm chị ơi. Nhưng mà da láng lắm, không có mụn. Chắc em kỹ. À chắc em kỹ. Rồi quê mình là ở đâu cưng? Em ở Hậu Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là thích chơi thể thao nè. Ừ. Nấu ăn em tính hơi cọc. Sao nãy giờ thấy mặt dễ thương hiền gì mà cọc? Nên như ví dụ ngủ mà ai kêu thích cái là bạo liền. Và bây giờ bạn nữ ngồi ghế đỏ bên kia, người ta có chú công an rồi. Bên đây chúng ta có gì nè? Em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới hai vị MC, hai bạn nam và mọi người đang xem chương trình nè. Em tên là Như Quỳnh, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng và công việc hiện tại của em là lễ tân tại nha khoa. Điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn. Em từng học nấu ăn 2 năm và có thời gian đi làm trong bếp. Có thời gian làm đầu bếp nữa. Dạ. Và ở nhà thì em có hay làm những cái buổi tiệc nho nhỏ cho tự em nấu không? Dạ có, tại vì ở nhà em thường mọi người sẽ tập trung ở nhà em cho nên là thường sẽ có tiệc thì em sẽ nấu. Em nấu những món gì? Món áo, món Âu gì em cũng. Món áo, món Âu gì hết. Và thực khách đánh giá em như thế nào? Không ai dám chê ha, không ai dám chê ha. Điểm yếu thì là em hơi nóng tính. Cũng lại là nóng tính. Trời ơi, sao giống nhau vậy? Làm như cái cô này cũng nghe anh bên này nói xong cái cũng nói y chang luôn vậy trời. Rồi bây giờ mỗi lần cọc vậy thì em xả cái cọc đó ra bằng cách nào? Nếu mà là đang trong môi trường làm việc thì em sẽ xin vào phòng vệ sinh và khóc. Làm gì đó phòng vậy? Vệ sinh làm gì chồng? Khóc. Đừng ngại ngần, hãy khóc đi em. Dạ, giống như là gồng người á. Sao vậy cưng? Tại sao phải vô nhà vệ sinh mới gồng được? Tại vì công việc của em là lễ tân thì em sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. À, cho nên là những cái mặt mà câu có khó chịu là phải giấu đúng không? Dạ, cho nên phải rồi. Vô nhà vệ sinh. Quá thông cảm với em luôn. Hy vọng hôm nay trời ơi, hai em gái tôi dễ thương đẹp trai quá. Hai, hai em gái dễ thương đẹp gái quá trời luôn nha hai chàng trai. Hai chàng cố gắng trai lên nha. Bây giờ hot boy bên ghế xanh này giới thiệu cho chị Tường nghe coi nè. Dạ em chào chị Quyền Linh. Cái gì chị Quyền Linh? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cũng vỗ tay. Vỗ tay cái gì mà chào chị Quyền Linh, vỗ tay gì? À, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt và quý vị khán giả đang xem chương trình. Em là Võ Đức Hạnh, hiện tại em 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là huấn luyện viên thể hình. Thể hình? Em cao mét mấy? Em cao mét 75. Dạ, quê em ở Bình Phước.
Dạ, hiện tại em làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Hạnh? Điểm mạnh của em là thiên về sức khỏe hơn. Thì em là một người rất chú trọng vô ngoại hình. Thì em là một người rất thích chơi thể thao và nấu ăn. Điểm yếu của em là hay quên. Hay quên? Dạ. Có nào quên lịch dạy không? Đâu đâu cũng có. Có nhắc mới nhớ. Hả? Có khi quên thì khách nhắc mới nhớ. Sao không chịu làm cuốn sổ tay ghi nhớ hay là ghi vô trong điện thoại? Thường thì thời gian này em hay nói vô điện thoại á, nên cũng không có hay quên. Nói cho điện thoại mà lại quên coi điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ này cô gái trong chiếc nằm trắng ngồi ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi, trời nụ cười tươi tắn quá. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên là Kim Tuyền, em sinh năm 98. Em công việc hiện tại đang là thẩm mỹ viện. Em có một cái cửa hàng nho nhỏ của mình. Quê em ở Đồng Nai anh. Ở Đồng Nai. Hiện tại công việc của em cũng ở dưới đó. Thế mạnh, thế yếu em là gì nè? Thế mạnh của em là em nấu ngon, nấu ăn ngon, nấu ăn rất ngon. Nấu ăn rất ngon, tại sao tự tin điều đó quá vậy? Dạ tại vì những người mà được em nấu cho ăn á toàn lên ký không à. Từ ba má anh chị em cho đến người yêu cũ của em á. Thực đơn em là gì vậy? Em ở bên kia ta tập gym á. Em nuôi tốt lắm. Bên đây bạn trai người nào cũng tập gym, người nào cũng là tướng săn chắc để người ta hành nghề đó em. Em cho người ta ăn quá làm sao ta đi làm việc nổi. Em đâu biết gì đâu, thì em nấu ăn 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 thôi à. Ăn thôi à. Trời ơi trời, một cú thả thính rất là nhẹ nhàng á. Ngoài nấu ăn ra thì em còn có tính hài hước. Hài hước nữa? Dạ, điểm yếu của em là tính khí của em nó hơi bay bổng một xíu. Tính khí? Tính đa khí sầu, đa cảm á anh. Sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp. Thấy sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp nhắm chiều nổi không? Có không? Chịu nổi không? Phải không mà, chú Quang, chú Quang thấy sao chú Quang? Sấm chớp này không biết có lớn hay nó nhỏ này nữa. Trời ơi, đã sấm chớp sao mà nhỏ được em. Sấm chớp là rầm rầm luôn đó. Không, đôi khi phụ nữ thú vị vậy đó. Đừng có làm quá người ta ngợp nè. Nhưng mà thấy nó có duyên dễ thương rồi đó. Bây giờ vô tình trường nha. Rồi, bây giờ bạn trai ghế đỏ nè. Em hai mối tình. Bao lâu? Lần đầu thì em quen 4 năm. 4 năm? Em đi làm yếu tố công việc của em á, ít gặp mặt. Lâu ngày thì nó tình cảm nó rạn nứt hai bên. Kiểu như em đi hoài, không có đi chơi, không có chăm nom cho bạn được á, phải không? Dạ đúng rồi. Mà lúc đó cũng còn nhỏ đúng không? Dạ đúng. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì em quen nhanh rồi chị, khoảng 1 năm. Cũng đi chơi nhưng mà cũng ít. Bạn ấy làm nghề gì? Cô giáo. Cô giáo? Ủa vậy thế cũng hợp mà. Thì cũng là cũng... làm nhà nước rồi thấy cũng hợp mà. Cũng giờ giấc nó ổn định mà. Rồi ai ai nói chia tay trước? Trong im lặng chưa? Em nghĩ thông cảm chia sẻ cho nhau được thì sẽ được lâu dài hơn. Nhưng mà chị nghĩ chắc là em cũng chưa có cái sự nhiệt tâm, chưa có cái quyết liệt trong tình yêu. Dạ. Mình muốn lấy vợ, muốn có một cái mối tình yêu mà cho nó cuồng nhiệt vô, yêu là phải nồng thắm vô nó mới đã. Dạ. Thì mình phải dành thời gian. Nếu là mình phải yêu giống như là dí cướp vậy đó. Bắt chụp liền, hốt liền tay. Nhớ nha. Rồi bây giờ muốn mẫu người bạn gái như thế nào nè? Bạn gái hồi lâu rồi chắc ảnh điều tra người ta nhiều quá năm nay mình nói là bị hỏi cái ảnh bị khớp á. Giờ ta hỏi không có ông khớp rồi kỳ chơi. Vậy cái mẫu người yêu của mình là gì? Tóc dài. Tóc dài có vàng luôn. Đừng thấp quá. Bây giờ em cao mét mấy? Em cao mét 72. Mét 72 thì cỡ mét 55, mét 6 là được rồi. Dạ đúng rồi. Hiểu chuyện. Ừ. Nấu ăn được. Trời, nãy bên có đây hai đó. Cô luôn. Nấu ăn. Ưa nhìn dễ thương. Ưa nhìn dễ thương. Dễ thương một xíu là được rồi. Bên đây dư nha, bên đây dư luôn, rồi. Dư thừa luôn á. Ok. Em phải nói chuyện tình em đi nè. Hồi đó đi học, kia cũng có thích bạn kia. Kia mẹ biết á, kia mẹ la, kia nghe lời mẹ tới giờ luôn. Trời ơi. Qua wow, vậy ngày hôm nay tới ngày chương trình này có nói cho má nghe không vậy? Dạ không. Trời đất ơi, rồi bữa nay rồi. Rồi hai anh chị làm mai cho em được người rồi về má la nữa rồi sao? Má la tôi luôn rồi sao? Dạ không có đâu. Má cho chưa? Nếu mà má cho có bồ chưa? Dạ trả rồi chứ. Trả rồi. Nhưng mà em không có năng lực đó cho nên phải nhờ tới hai anh chị rồi. Không có năng lực. Trời dễ thương nhưng mà không có năng lực. Thôi bây giờ kiếm muốn tìm kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Em cũng muốn là kiếm được một người bạn trai có thể nhường nhịn em cái lúc mà em nóng tính,
có thể là lúc đó em sai nhưng mà ảnh cứ nhịn em đi, xong rồi qua cái cơn của em rồi thì em sẽ nói lại, em nhận lỗi lại thôi ạ. Thì nếu mà ảnh nhịn được tính em thì là mình hợp nhau rồi. Trời ơi, trời, nãy giờ nó chỉ như một con mèo hợp con nhau nha cưng, còn không có nhịn được là coi như không có hợp. Em không biết đây là một con mèo con hay là một con hổ con này nữa. Nãy giờ nó chỉ mèo. Ngoại hình thì cao trên 1m7, còn tính cách thì giống như là cũng đừng có trầm tính quá, là một người biết lắng nghe, biết đối nhân xử thế với mọi người. Bây giờ tới đây, giờ tới anh tập gym. Rồi bây giờ tình trường em sao nè? Trường em nói chung ngắn lắm chị. Ngắn lắm hả? Dạ, một người quen khoảng 3 tháng. Quen trong lúc em change cách thì bạn đó là người khác luôn. À. Thì cái thời điểm mà bắt đầu vô trong dịch thì vừa không có tập, cái bạn đó cũng không có ra được ngoài luôn. Cuối cùng cũng không gặp nhau được nhiều á, khi bắt đầu em cũng ít quan tâm á. Sao kỳ vậy, tại sao em ít quan tâm người ta? Tán lại dịch ở nhà thì phải nhớ nhau, em càng phải quan tâm nhiều chứ, tại sao lại ít quan tâm? Cứ nhắn tin vậy mà không gặp mặt nhau thì nó cũng là cái gì đó thiệt thòi á. Em tới nhà luôn. Có tới nhà luôn? Dạ, nhưng mà cũng thấy mình nó cũng khó chịu á. Đúng rồi, trong mùa dịch đi em tới nhà sợ em F0 thì sao? Khó chịu là khó chịu làm sao, chị chưa hiểu. Kiểu bạn nó kêu là đừng có tới, ba mẹ nó không có thích. Xong là chia tay. Dạ. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai là quen online. Là cái hồi điểm mà dịch đó, em cũng có hay tập nhưng mà vẫn có chưa có cơ hội gặp. Ừ. Cuối cùng có gặp nhau ngoài đời được chưa? 5 tháng mà thì hết dịch rồi có gặp nhau không? Cái thời điểm đó em cũng không có chủ động nhiều á. Thằng đó thì cũng làm công việc cũng thiên cũng bận rộn nhưng mà cũng dành thời gian được nhiều cho em. Nhưng sau này hiểu em mới hiểu ra là mình cần phải thay đổi nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà ý em thích tình yêu sao? Tình yêu là em thích là phải gặp mặt, phải này kia. Đúng rồi. Chứ còn mà không gặp là em không chịu. Đúng rồi, tại vì khi mà gặp mặt sẽ có nhiều cái để nói chuyện hơn. Nhưng mà rồi cái tình thế bắt buộc. Đúng rồi, cái thật, cái ảo nó khác nhau, một đằng một nẻo mà. Bây giờ làm sao tôi thấy hai ông này là có một cái giống nhau nè, là không có quan tâm tới bạn gái của mình nhiều. Đúng không? Trời ơi, tuổi trẻ gì yêu gì mà chán vậy? Yêu cho nó nhiệt quyết lên. Trời ơi, tình yêu người ta phải nóng bỏng, người ta phải... Đúng rồi, mà... tình yêu phải như là cục đạ, cục tạ chứ. Tình yêu phải như cục tạ, mình phải nâng lên, nâng xuống, mình nôm vào lòng ngực mình, đẩy lên, đẩy xuống. Dám yêu, dám nghĩ, dám làm, nó nồng nhiệt lên. Con gái ai cũng thích là được chàng trai bùm ga lăng, lịch thiệp, nhường nhịn mình, yêu thương mình, săn đón mình. Nghe chứ còn mà nếu mình cà lơ là lơ luôn à. Rút kinh nghiệm nha. Rồi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là nhanh nhẹn, cái thứ hai ngoại hình dễ nhìn lại được. Đây nè, cô gái này nè, vui vẻ, hoạt bát nè. Kể chuyện tình yêu đi. À, chuyện tình yêu của em viết tiểu thuyết luôn cũng được nữa anh. À, bao nhiêu trang à? Nhưng mà thôi thì em kể ngắn gọn xúc tích. Ngắn gọn xúc tích nhưng cuốn truyện tranh thôi. Dạ, em có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là em quen 3 năm. 3 năm. À, lý do em chia tay là vì em xấu và chán rồi nên người ta bỏ em. Đơn giản ngắn gọn ha. Cái lúc hồi đó đúng không? Đơn giản ngắn gọn đúng không? Em như vậy nè, tính em lạ lắm. Em mà muốn chia tay rồi, tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta, em phải đá người ta, đá người ta. Cho nên là trước khi em đá người ta là em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Kế hoạch như thế nào? Mình phải đẹp lên mình đá người ta nó mới sắc chứ. Phải đẹp lên mình đá người ta nó mới sắc chứ. À, đó chính là một chiến lược em giảm cân bắt đầu. Mà em quen người ta thì là em có 50kg thôi. À, em cao 1m68. À, thì dáng em nói chung là cũng ok. Sao tự nhiên quen với anh đó 3 năm mà mập lên là sao? Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Trời ơi, thôi anh bỏ em cũng đúng rồi em ơi. Trời ơi, con gái gì mà để một hơi lên 20kg dữ vậy trời. 20kg đó lên trong lòng bao nhiêu lâu? Dạ là nó kéo dài dai dẳng là hơn 2 năm mấy thì. Nhưng mà nó có lên... cái nguyên nhân gì mà em lên dữ vậy? Em bị stress đó chị. Tại stress vì... cái chuyện gì? Quen ảnh nhưng mà gia đình không thích. Với lại kiểu bị áp lực nhiều phía. Có một khoảng thời gian em quen ảnh thì em cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Cái em buồn quá, em ăn quá em lên ký. Em đi làm về trễ chị. Xong đêm. Rồi cái ăn đêm. Ban ngày thì không ăn nhưng mà ăn đêm cho nên là mới bị mập lên rất là nhiều. Rồi cuối cùng bỏ anh đó đi rồi. Mới cùng là bỏ được. Rồi mối tình đầu tiên. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi chung với mấy ký mỡ nó đi. Ừ, chôn vùi đi. Bây giờ bươi cái mối tình thứ hai lên. Coi nhẹ lên nè. Thứ hai thì cũng không có nồng nàn gì lắm. Nhưng mà cũng quen tìm hiểu nhau được 6 tháng.
mới đầu thì cảm giác là thấy trung nhịp, nhưng về sau thì em cảm giác là thấy không có trung nhịp nữa, cho nên là em cũng kiểu lơ lơ không có gì. Mà lúc này ốm lại chưa? Lúc đó em đẹp lắm chị, em đẹp, đẹp lắm hả? Em đẹp, nhưng mà cấp độ đẹp đó vẫn chưa như bây giờ. Nhưng mà cấp độ đẹp đó vẫn chưa như bây giờ. À bây giờ đẹp hơn đúng không? Bây giờ xinh hơn. Em vẫn cảm thấy là giờ em xinh hơn. Tự tin luôn. Wow wow wow. Rồi, cuộc tình thứ ba là sao nè? Cuộc tình thứ ba là em quen được 7 ngày. Wow. Trời ơi, 7 ngày bà cũng tính mối tình luôn đó, 7 ngày đó. Rồi. Dạ không, tại vì chẳng qua là lỡ người ta tỏ tình mình đồng ý nên mình phải tính. Mình tính, nhưng mà quen có 7 ngày mà em cao lên thêm được từ 1m7 mà lên thành 2m mấy luôn á. Trời ơi. Gì vậy? Sừng em nó mọc lên đó chị. Bị bạn trai cho cắm sừng. Mọc ở chân mà nó mọc ở khúc nhưng đầu. Nhưng mà mới quen có 7 ngày mà sao mà sừng. Mới quen có 7 ngày hơn ra luôn, phát hiện ra mấy cặp sừng luôn. Mấy cặp sừng là cái anh đó anh quen một lần mấy người luôn. Dạ, trời ơi, nó ly kỳ lắm. Và một ngày đẹp trời rằng là anh báo với em rằng cái ngày đó là anh đi công tác. Anh kêu rằng là anh sẽ họp hành rồi này kia nhiều, cho nên là sẽ không có liên lạc được với em, hay là anh có lơ là em thì em thông cảm đồ này nọ. Nhưng mà thực chất thì đến ngày đó thì anh không có đi công tác gì hết á. Chào, anh bắt gặp ở quán cà phê đang ngồi chung với rất nhiều em xinh đẹp khác. Rất nhiều em, nhiều khi bạn bè người ta thôi. Chứ nếu mà bồ là một em thôi này nhiều. Chưa, khúc sau nó gay cấn hơn. Sao chị? Sao khúc nào? Em kể cho chị nghe. Chị kể đi, chị nôn quá à. Là bài học ghê á. Như cũng có tiểu thuyết. Một lúc sau thì mình đi ra thì ổng đi ra thì lại có xe của ổng tới rước. Thì trên xe có một người khác, nhưng mà có một người phụ nữ khá là trẻ và xinh mà đang bế một đứa bé nữa. Thì ảnh lên xe thì ảnh mở cửa ra thì ôm đứa bé đó. Thì em hình dung ra được một câu chuyện rằng là người đàn ông này đã có gia đình rồi mà còn quen em. Khi mà em quay trở lại vô thì em hỏi những cái bé mà đang ngồi cái quán cà phê ngồi lúc nãy á. Có một cái bé ngồi rất là sát ảnh, kiểu rất là thân. Là mình cảm giác là mình thấy lấn cấn rồi mình vô mình hỏi mấy em với ảnh là mối quan hệ sao. Thì có một bé kêu là hai em thì chỉ là bạn thôi, còn cái này là đang quen ảnh, em là bạn gái của ảnh. Mình nghe là mình thấy mình cũng sốc rồi. Thì lúc sau em đi vô trong quán cà phê, vô cái chỗ lại cái vị trí của em ngồi. Thì khoảng tầm 10-15 phút sau gì đó thì có một bé lễ tân thì đi ra ghi cho em một cái tờ giấy đưa trong tay bàn tay của em. Thì bảo rằng là chị ơi vô toilet đi, em có chuyện muốn nói với chị. Em đi vô theo. Bé hỏi em kêu là em thấy chị khá là tức giận. Chị với anh chàng đó là sao? Cái mình cũng kiểu là chị là bạn gái của anh đó, có gì không em? Bé quay qua kêu rằng là chị và ảnh quen nhau lâu chưa? Mình cũng trả lời. Mình đâu sợ đâu, bé nhỏ hơn mình mà, lỡ mà nó có quýnh mình thì mình quýnh lại thôi. Trời ơi, ghê quá. Cái chuyện thành tiểu thuyết rồi, mấy em ráng nghe tiểu thuyết nha. Rồi, trời ơi, xinh xắc quá. Quá trời quá đất rồi. Cái bé nó mới trả lời rồi kêu là như vậy. Thì em mới kêu rằng là rồi em muốn nói gì với chị thì em cứ nói đi. Chị đừng có quen với anh đó, ảnh nó lừa chị á. Hiện tại em đang quen ảnh. Cái em mới quay qua kêu là ủa là sao? Mà bé ngoài bàn ngoài kia cũng là bạn gái rồi, em cũng là bạn gái rồi, cái người trong xe là có khả năng là vợ hay là người yêu hay là cái gì đó của ảnh. Rồi em lại nữa rồi, em nói vậy là sao chị không hiểu? Ổng đi lừa nhiều người lắm. Kêu là ủa rồi em dứt ra khỏi cái mối quan hệ đó chưa? Kêu chưa, vẫn còn nằm trong đó. Rồi bây giờ em dứt ra khỏi mối quan hệ đó chưa? Dứt liền. Dứt liền vậy được rồi. Sao vậy? Không nha, em không có nha. Thôi bây giờ mỗi bạn trai muốn kiếm sao nè, hai anh bên đây không có vậy đâu. Hai anh bên này đàng hoàng lắm, không có mà cho em mọc sừng đâu, em đừng lo. Không đâu, giờ thử cho em mọc sừng đi, là tới công chuyện với em luôn. Tới công chuyện luôn hả? Mọi người của em thì chững chạc, hầu như là những người em quen đều lớn hơn em, tuổi lớn hơn em. Lớn hơn mới cho em mọc 8 cái sừng đó. Nhỏ nhỏ nó mới, dạ. Nó mới thương em, nó mới chơi với em, nó cùng trang lứa. Mở cửa trái tim mới biết được. Nó khác liền ha. Chưa. Em đi theo ai vậy cưng, em gái? Em đi theo chị Tuyền. Dạ, hai anh trên này nè, em nhận xét cho chị cho nó cụ thể cho bên kia bạn em nghe coi. Dạ, theo em thì không có anh nào phù hợp hết. Không anh nào phù hợp hết. Trời, thẳng quá vậy. Sao vậy em? Em thẳng quá vậy em. Dạ, tại thì chị Tuyền là một người kiểu chững chạc lắm. Tính cách cũng trưởng thành nữa. Thì lâu lâu cũng có chút nhõng nhẽo, nhưng mà hai bên này không ai chịu được chị đó đâu. Cho nên không ai chịu được. Không anh nào hợp hết. Dạ. Trời ơi, hàng gì bây giờ chị Tuyền em cô đơn hoài. Và dắt em theo nữa đó. Xem bàn rau gì. Bắt bà này ở nhà, nhốt vô nhà cho tôi nha. Tại vì sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp như chị Tuyền em còn chịu không được nữa, nói gì là mấy anh đó. Là em lo cho hai anh này phải không? Dạ đúng rồi. Ta nói vậy mình không. Cũng hoang mang quá Tường. Hoang mang quá thôi, để giờ cho gặp người ta nha. Tự đi chứ bây giờ cũng mà mình nghe mình cũng hoang mang nữa. Mở cửa trái tim. Đẹp trai đẹp gái không à? Wow.
khỏi được gặp mặt nhau trực tiếp. Trai đẹp gái không hà. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, mở cửa trái tim ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy hai cô gái của chương trình? Hai cô gái xinh đẹp. Bên này em thấy sao? Thấy rung. Hả? Thấy rung. Gì vậy gì vậy? Đừng chơi đừng xỉu chứ đôi cái áp em. Thấy gì? Thấy sao thấy rung? Thấy rung. Thấy sáng. Sáng. Xinh xắn. Sắc. Xinh xắn. Xinh xắn. Ghê. Sáng sắc và xinh xắn. Rồi em gái ghế xanh. Em thấy bỡ ngỡ. Nó không như những gì em tưởng tượng cho lắm. Em tưởng tượng sao? Tại vì trước giờ em chưa có quan điểm là em sẽ quen gặp được người đẹp trai. Chứ em quen sao? Nay tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Wow. Em nói khác cái làm chị hồi hộp dễ sợ luôn trời ơi. Nhỏ, ra biểu diễn hít đất cho chị coi cái nhỏ. Biểu diễn sức mạnh cho mấy em coi coi. Nhanh lên. Cởi áo đó. Của em à, người đàn ông của gia đình nè. Rủi em có mệt mỏi em xỉu người ta sẽ nâng đỡ em, ta ẵm em chạy vu 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 luôn nè. Trời ơi. Ghê chưa? Một ngày hết bao nhiêu cái? Em không có hết đất nhiều, em chỉ tập tạ thôi. Em tập tạ thôi hả? Bây giờ vừa hết vừa hát được không? Có cần phải làm vậy không? Mình phải thể hiện mình chứ. Rồi, thử luôn nè. Hát bài gì đi chứ? Hát bài gì? Từ từ đi. Hát bài gì? Hồi đó tôi nhớ có một anh tham gia chương trình mà hít đất mà tôi cho bạn gái ngồi lên lưng luôn á. Trời ơi, nó mạnh lắm. Thì làm cái đó đi chị chứ hát không được. Làm cái đó đi chị chứ hát không được. Mời em, chơi, chơi luôn em. Em à. Chơi luôn em à. Trai đẹp. Khỏe mạnh. Cảm giác này đã lắm em ơi, vui lắm. Xuống đi. Chị Tường Thị Phạm nhỏ nó sụm, hiểu không? Cưng được. Ok. Đó, rồi ngồi lên ngồi vững cho người ta làm nha. Đừng có hại người ta nha. Rồi hai đứa sụm luôn á. Rồi. Được mấy cái nè, thử nè. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Thấy chưa, thấy vui không em? Thấy vui không em? Thấy vui không? Vui không cưng? Trời sao tay lạnh dữ vậy? Sao hoang mang? Nhỏ không được chơi thương nhau phút vậy. Phải không cưng? Dạ. Thà là vậy đi còn hơn là hát hả? Dạ đúng. Chưa, cảm giác của cô nữ tiếp tân này nãy giờ chưa nói nè, em thấy sao? Em thấy cũng không giống em tưởng tượng lắm. Chứ em không tưởng tượng sao nè? Em tưởng tượng là một anh sẽ là to và kiểu ngồi đô. Chứ mà cởi áo ra là đô lắm, mày cởi ra chị coi coi. Trời ơi, có xăm mình xăm mẩy gì không đây? Không à. Đó. Trời ơi. Rồi. Đô nè, tại vì nó che lại đó. Tưởng tượng chưa? Vô đúng có phần tưởng tượng chưa? Đúng chưa? Vậy đúng không? Tao đưa con chuột lên vòng lên coi. Đó, thấy đô chưa? Đúng đúng chưa? Ý em tưởng tượng vậy phải không? Dạ. Mà em thích vậy hay là không thích vậy? Đó. Bự lắm á. Rồi giờ bạn này có gì biểu diễn cho tôi coi. Bây giờ coi. Mình hát đi nè. Bị đau họng. Thôi giờ tặng quà đi chứ giờ sao giờ? Dạ gì? Tặng cho người ta cái gì vậy? Tặng kẹp tóc. Tặng kẹp tóc rồi. Rồi kẹp tóc mà con thấy thỏ thỏ gì. Cài lên quá, cài lên vui, cài lên vui. Người ta tặng mình lên phải cài mà. Lên. Đó. Đó. Trời đất ơi là trời. Dễ thương quá trời luôn. Rồi. Dễ thương quá trời. Tặng không? Tặng đi. Em mua một hoa mi tặng dài. Thì em thích ai em tặng người đó. Em để sau một lúc em sau một, em tặng. À, một lúc nữa đúng không? Một lúc nữa. Rồi em có tặng quà không? Dạ, tặng có. Đi cưng. Cho em nói cái này một xíu. Tại vì lúc đầu á là em có tự làm bánh. Nhưng mà tại vì sáng nay em đi làm á, cái phải tới đây quay gấp quá cái em quên nên cái này là em mua. Trời ơi. Tưởng đâu nhưng em mà làm. Cái này là bánh em thích á. Em mua cho em thích cho nên là cái này sẽ ngon. À. Dạ, bánh chị tưởng đâu em làm đồ chứ giờ em mua thôi kệ người ta cũng có công mua ta cái tâm mua quà. Bánh đó bánh cổ thích đó. Rồi, nếu mà vậy thì bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề nha. Hồi nãy em kể câu chuyện tiểu thuyết của em bên đây hai anh nghe chăm chú dữ lắm. Bây giờ mình sẽ kể cái chủ đề là mọi người sẽ chia sẻ suy nghĩ ra làm sao để biết được đối phương của mình bị đối phương của mình đang cấm sừng mình. Thì em nghĩ là mình nhắn tin người ta là người ta bận suốt hàng ngày, ví dụ như hàng ngày mình gọi video call ba bốn cuộc nhưng mà tới khi cấm sừng không cuộc nào. Ví dụ là ngắt liên lạc hả? Ngắt liên lạc. Bây giờ theo như em, bây giờ hai bạn các em đều là những người trẻ hết đúng không? Dạ. Có còn xin tiền cha mẹ không? Không.
là tự lập. Dạ. Rồi thí dụ giờ mình có bạn gái thì mình đi chơi đó, ăn uống du lịch đi chơi, ai là người trả tiền? Em. Em. Dạ. Em có bắt bạn gái chia không? Không chị, tại vì nếu mà lo cho người ta thì mình sẽ chủ động mua những cái việc đó hơn. Nếu bây giờ mà nó thích mua cái gì thì em sẽ cố gắng, hoặc là em sẽ tự mua cho bạn. Rồi mình không có đủ tiền sao? Em nghĩ bạn gái đang sinh trong cái đủ tầm của em không? À, à, cái người quen yêu thương mình là phải biết cái tầm mình mua được cái gì. À. Là như em không có tiếc, nghe là trong khả năng em lại mua luôn. Dạ. Nhưng mà người ta cũng sẽ hiểu được cái tấm lòng của mình thôi. Còn em nghĩ sao? Em nghĩ thì nếu mà yêu thương nhau thật lòng thì em trả tiền, nhưng mà em hết thì em xin. Em xin. Trời ơi, nghe dễ thương quá. Hai. Mà. Hai. Mà em xin ai? Xin người yêu chân thẳng. Xin người yêu. À. Dễ thương không? Em trả tiền nhưng mà khi nào em hết em xin. Cứ rồi. Mình cứ thật thà với nhau là dễ xong. Xin sao? Ví dụ như xin bằng cái xin sao nè. Em ơi, anh hết tiền đi ăn rồi em trả nha. Rồi em trả. Là kêu em trả chứ không phải xin là em ơi anh hết tiền cho anh tiền, là không phải phải không? Em ơi, em ghế đỏ thí dụ như bạn trai mình xin mình vậy thì em nghĩ như thế nào? Dạ không sao ạ. Em có thể trả tiền. Giống như là thì hôm nay anh trả thì hôm sau em trả. Nhưng mà lâu lâu anh xin lần thôi ha. Anh xin hoài cũng hơi kỳ ha. Xin hoài em đánh á. Xin hoài em đánh hả? Rồi thôi bây giờ nè, hai bạn mấy các bạn tự hỏi nhau đi. Ôi nhưng mà em hỏi anh ghế áo xanh á. Bé bằng chị đi cưng. Hỏi á. Em có bằng lái chưa vậy? Ok. Em chưa. Em có bằng lái chưa? Em chưa. Ủa bằng lái xe Honda em có chưa? Dạ. Bằng lái xe Honda? À có rồi. Em mới đi xe máy em à. Hỏi chị đi, vậy chị có xe gì? Em có thể bóc đầu được chứ? Thì nó có thể. Có thể luôn. Sợ lắm, không ngồi đâu. Không ngồi thì mình nằm như nãy vậy đó. Phái à, phái trò chơi thú nhung rồi. Cái gì nữa, tiếp đi cơ. Bạn Hoàng bớt hả? Hỏi hai bạn là có thích người con trai kiểu quá cơ bắp hay không? Tại vì mục tiêu của mình cũng hướng tới là vạm vỡ hơn body bây giờ. À, muốn hơn như vậy nữa hả? Dạ. Nhưng mà cái gu của em nó kiểu nó thiên về hơi kiểu vừa vặn thôi chứ không phải cơ hết á, em bị sợ. Dạ em thì đẹp là được à, đẹp là được à, đẹp là được à. Đẹp là được, hồi nãy chị nghe em nói lúc mở ra em nói là em thích vậy mà phải không? Em tưởng tượng là bự mà cuối cùng không bự, bây giờ cởi ra thấy bự là em thích mà phải không? Phải liền. Phải không? Em cũng sợ mà sợ kiềm chế không nổi đúng không? Có cần dắt vô toilet không? Có cần dắt vô tay gồng nội công không nè? Lỡ mà giờ em nói thích cái ba mẹ nhà coi, ba mẹ lay. Trời ơi, vậy là thích rồi đó. Hỏi là nếu mà hai bạn quen nhau có bắt buộc bạn nam dành thời gian cho mình không? Hơi nhiều á. Hơi nhiều. Dạ. Em muốn là cho em cái không gian riêng của em, sau đó thì ví dụ hai đứa có cùng thời gian rảnh thì mình hẹn gặp nhau nói chuyện nhiều hơn thôi, chứ cũng không cần nhắn tin gọi điện nhiều. Em thì em không cần mấy cái đó, em cần hành động thôi. Cái cách của con trai sẽ quan tâm đến người con gái mà mình thương là họ sẽ dùng hành động thực để thực hành cái điều đó, chứ không phải rằng là chỉ rằng gọi điện thoại suốt ngày hỏi là em ăn sáng chưa, em ăn chưa chưa, em tắm chưa, em về chưa, em ngủ chưa. Những cái từ chưa 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 đó là rằng là một ngày nào đó em cũng sẽ trả lời là chưa. Giờ cho các bạn cái thử cảm xúc đi. Qua đây cưng, qua đây. Này nó ngoan lắm, biểu là gì nó làm biểu nhiều gì nhiệt tình. Đứng lên em gái, từng bạn mấy bạn nam bữa nay lời lắm nha. Chị Tường sẽ cho các bạn nắm tay từng bạn gái một để cảm nhận coi là có hợp gu với mình không. Các em gái thì kiểm tra coi có mình có thích không, nó có điện chạy qua không, tại phụ nữ mình nhạy lắm. Anh hơi lạnh nha. Nắm tay rồi có nói gì với nhau không? Lạnh nha. Dạ. Tay em ấm rồi. Ok. Nếu muốn anh ra chương trình thấy thế nào? Thế không hay mời em. Anh cần tham gia để tìm hiểu thêm và xem thử mình đang cần. Dạ. Nghe gì không Đạt? Không, tao cũng không nghe gì luôn. Hai đứa đang đếm số á. 1, 2, 3, 4. Rồi qua bên kia. Rồi đây. Xin chị khoanh tay. Xin chị. Xin chị xin chị nắm tay chị. Xin đi. Em xin đi. Khoanh tay vô ngoan. Khoanh tay vô. Dạ. Chị thường kêu em nắm tay cảm nhận. Em hơi lạnh nha. Tay chị cũng lạnh mắt nha. Dạ cô. Rồi. Vậy chỗ đi cầu cứu mình nhìn qua đây chi.
Nói gì mà xin chị biết. Em đâu, chị đâu có ăn thịt em đâu. Ừ. Thôi được rồi, okay. Mình bắt tay nhau một xíu ha. Dạ. Về đi em. Đổi kép, đổi kép, đổi kép. Đừng có làm mất mặt đàn ông nha. Nè, bây giờ mới mạnh mẽ lên cho chị. Mạnh mẽ lên nè. Mạnh mẽ lên. Ừ. Rồi. Dạ. Anh ta anh cũng làm vậy. Bạn đâu? Dạ. Trả quần máy, trả quần máy. Em nhà ở đâu thế? Em ngồi đồ vậy? Đang điều tra. Chú mang điều tra hay gì ngồi nhà ngồi cửa. Em không có phạm tội gì đâu em thề. Em không có phạm tội gì đâu em thề. Anh cũng không có bắt em đâu. Nhìn thì, cảm ơn người ta. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Rồi qua hỏi thăm hộ khẩu của người bạn của anh kia. Em ở Đồng Nai hả? Dạ em ở Đồng Nai. Nhìn cổ đi chứ nhìn lâu vậy? Quanh vì sao vậy? Anh đâu vì sao đây em? Sao mà anh cứ ngoay qua đây, ngoay qua đây. Còn cô cũng ngoay qua đây. Cầm rồi bá bung rồi đó. Sang chấm. Sao thế? Sao sang trắng rồi? Đi xa quá à? À không, bình thường. Cái này là bình thường, em đi được. À, tưởng đi xa quá mệt chứ. Không sao. Dạ. Vậy rồi anh có hỏi gì em không? Dạ anh cũng không biết hỏi làm sao. À, không hỏi gì thôi anh về chỗ đi. Dạ, rồi, bye bye anh. Kèo kỳ quá. Thôi. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chắc chắn là cũng sẽ cảm nhận được những cái giây phút vừa rồi rất là dễ thương. Và bây giờ là đến lúc đưa ra quyết định của mình. Ở bên cái ghế của tụi em đều có hai cái nút bấm. Nếu như mình cảm thấy là mình thích, mình muốn kết duyên đây là để mà tìm hiểu á, với cái bạn ở ghế màu nào thì mình cứ bấm vào cái nút màu đó. Rồi, mời Đạt. Rồi, bây giờ mời tất cả các bạn hãy đặt tay lên nút bấm của mình. Hướng mặt ra trước và hãy nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Hỏi hai bạn là có thích người con trai kiểu quá cơ bắp hay không? Tại vì mục tiêu của mình cũng hướng tới là vạm vỡ hơn body bây giờ. Nhưng mà cái gu của em nó kiểu nó thiên về hơi kiểu vừa vặn thôi chứ không phải cơ hết á, em bị sợ. 4 Em nghĩ thì nếu mà yêu thương nhau thật lòng thì em trả tiền, nhưng mà em hết thì em xin. Cứ mình cứ thật thà với nhau là dễ sống. Dạ không sao ạ, em có thể trả tiền. Giống như là thì hôm nay anh trả thì hôm sau em trả. 3 2 1 và bấm. Bấm rồi à? Hết thời gian. Hết thời gian. Sao hai cô gái của tôi không cô nào bấm vậy? Cái cô chị kia không bấm là đúng rồi. Cô tôi hiểu cô rồi, sao em lại không bấm? Dạ thì em cũng để ý một anh mà em cũng thấy hơi mông lung một tí. Mông lung vụ gì? Tại thấy hai bạn cũng không có chủ động lắm á. Có mà. Người ta bấm kịch kịch luôn rồi kìa chứ sao không có chủ động. Rồi, thôi được rồi. Nay là gái căng quá, tội nghiệp đàn trai tôi quá. Luôn á. Không có người đứng dậy tôi ôm một cái nhẹ nhàng để lấy hình nè. Đó. Trời ơi. Chỉ có đàn ông của mình thôi. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thôn thức. Anh muốn ta là của nhau. Cái gì vậy? Nào, cái gì vậy? Cái lộ giới tính vậy? Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời. Từng phút giây tuyệt vời yêu. Không ai ôm thì mình sẽ tự ôm nha. Hai chàng trai của tôi bữa nay thiệt sự là quá tuyệt vời luôn á. Ủa rồi bó hoa giờ có tặng không? Dạ có chị. Tặng đi chứ. Bây giờ tặng ai đó? Chị muốn tặng lúc ai này, tặng? Cái gì lựa chọn của em lúc nãy thì em sẽ chọn bạn đó, chị sẽ tặng cho bạn. À rồi. Đúng rồi. Chị tặng em nha. Em cảm ơn. Đó. Gì đó mà
mà nhớ lần nào cũng chọn nhỏ thiệt tình luôn á. Dễ thương dễ sợ. Ví dụ hồi nãy mà em nói em có để ý người đó, giờ em nói thẳng luôn hết chương trình, em nói thẳng luôn đi. Là anh nào? Anh cờ bắp phải không? Anh thích cơ bắp, xong cơ bắp, anh cơ bắp. Trời ơi, mà từ chối người ta trên sóng truyền hình, thiệt tình người ta đã tặng hoa cho mình rồi. Thiệt, nói chung là trong cuộc sống đôi lúc nó, cái cơ hội nó tới thì mình nên nắm bắt quý vị ạ. Và đặc biệt là các bạn trẻ nữa, thì các bạn cứ nên là dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Thất bại lần này mình còn có những lần sau, mà có gì đâu mà mình phải căng thẳng như vậy. Đúng không quý vị? Tường xin thay mặt chương trình nè, chúc cho tụi em nè, thứ nhất là được nhiều sức khỏe. Nhất là tụi em đang còn trẻ, mình đang còn phấn đấu trong cái sự nghiệp thì sẽ sớm tìm được ổn định cái sự nghiệp của mình, phát triển cái sự nghiệp của mình. Rồi khi nào cái tình duyên nó tới thì tụi em sẽ có được một cái người như ý muốn nha. Rồi, chúc cho các bạn cũng vậy nhé, sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, luôn luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Kính thưa quý vị, là bây giờ thì các Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn đó là một phần cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có chứa MSG, không có chất bảo quản. Những cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, bởi vì chương trình cũng sẽ dành cho các bạn một phần quà, đó là gói premium của ứng dụng sắp ra mắt mang tên Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Và trong cái ứng dụng này thì cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nhé. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Bye bye.